Vong oán phần 1, tác giả Phú Dương, Pet, Phú Dương, Mrs. Dương. 3 năm trước, gia đình cô An đột ngột bán nhà, chuyển đi nơi khác sống. Bà con trong xóm khi ấy ai cũng thắc mắc, hoài nghi. Kể về gia đình cô An chú Nam thì khá nhiều chuyện. Vợ chồng cô chú lấy nhau, sinh được 2 người con trai. Các con của cô chú đều ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Khi ấy cả làng đều ngưỡng mộ chú bởi có vợ đảm con ngoan. Đêm ấy mưa bão, nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa tránh bão. Tối chú vẫn ăn cơm bình thường. Cô An nhìn ra vườn chuối mà xót. Nhà mình bao nhiêu năm xới đất trồng cây, đến giờ mới được vườn chuối đẹp thì lại gặp bão. Sau trận bão này chắc có nước cả nhà ăn chuối sáo trừ bữa. Chú Nam nhìn ra vườn thở dài. Thì cũng biết làm sao hả em? Ông trời ông ấy làm mưa làm bão, chứ mình có muốn như vậy đâu. Chú nói vậy, nhưng ngồi nghỉ một lát, chú đứng dậy đi ra vườn. Cô An hỏi, mưa bão thế, anh định đi đâu? Anh ra vườn, chống mấy cây chuối có buồn già lại. Bão mà đổ thì phí lắm, em ở yên trong nhà mà trông các con, kẻo tụi nhỏ sợ. Thôi anh, đổ thì thôi, anh ra mưa bão, nhớ có chuyện gì thì mẹ con em lại khổ hơn ấy. Chú Nam cười, anh đây hồi bé sét đánh còn không chết, thì giờ có tí bão này ăn thua gì. Chú nói rồi khoác áo mưa đi ra vườn. Gió mỗi lúc một thổi mạnh. Cô An ở trong nhà một lúc lâu, không thấy, nóng ruột, mới bảo các con. 2 con đóng cửa, ở yên trong nhà nha. Mẹ đi ra vườn gọi bố vào, chứ mưa gió thế này cảm lạnh thì khổ ra. Tiếc mấy cây chuối, lại ốm thì không bỏ. Cô nói rồi cũng khoác áo mưa, đội chiếc nón đi ra vườn. Cô vừa đi vừa gọi chồng, nhưng mưa to quá, chú chẳng nghe thấy cô gọi. Cô tìm một hồi không thấy chồng đâu, bèn vào nhà. 2 đứa con thấy mẹ vào mà không thấy bố, liền hỏi, bố đâu hả mẹ? Cô An lắc đầu, mẹ tìm mãi không thấy bố, hay là bố lại đi hàng xóm ngồi buôn chuyện rồi không biết. Trời mưa bão thế này, bố tụi bay không ở nhà mà đi đâu được nhỉ? Cô thắc mắc, nhưng cũng tìm khắp vườn không thấy chú Nam ở đâu. Tới hơn 11 giờ đêm, cô vẫn không thấy chồng vào nhà, nên leo lên cầu thang mái bếp, đứng nhìn sang mấy nhà hàng xóm, xem chú có sang nhà ai ngồi chơi không. Cô thấy bất an lắm, nhưng mưa bão nên chẳng biết tìm chồng ở chỗ nào cả. Cả đêm ấy, gió bão rít ầm ầm, chú trong vườn cũng bị bão quật ngã nghiêng. 2 đứa nhỏ ngủ say. Cô một mình ngồi thắp đèn dầu, nhìn ra cửa ngóng chồng. Tuy nhiên, cô càng đợi thì càng mất hút. Cô sợ chú gặp chuyện gì không may, nhà thì mất điện, nên lấy điện thoại gọi cho em chồng. Anh Nam ra vườn chống chuối từ tối mà chị tìm khắp vườn không thấy. Chị đợi đến giờ anh cũng không về. Chị lo lắm. Chú có biết anh ấy đi đâu không? Mưa bão thế này mà anh Nam đi đâu được hả chú? Chú Đông nghe lời cô An nói, ngồi bật dậy hỏi lớn. Thế tối anh Nam có nói chuyện gì lại không chị? Mưa bão này anh đi đâu được chứ? Cô An khóc lóc. Chị không thấy gì lạ. Anh Nam vẫn ăn cơm và nói chuyện vui vẻ lắm. Anh bảo ra vườn chống mấy cây chuối buồn già, không bão đổ thì phí. Trước khi đi anh dặn chị ở yên trong nhà trông 2 đứa nhỏ, kẻo tụi nó sợ. Chú Đồng băn khoăn. Mưa bão thế này biết anh ấy đi đâu cơ chứ? Chị tìm hết vườn chưa? Cô An đáp. Chị lấy đèn pin soi khắp vườn rồi chú ơi. Anh Nam cũng đã chống được 2 cây chuối ở góc vườn cạnh nhà bà Mừng rồi mà. Sau cuộc điện thoại bất ngờ lúc nửa đêm, chừng nửa tiếng sau, anh chị em 2 bên nội ngoại được triệu tập đầy đủ tại nhà chú Nam. Có người sốt sắng vì chú Nam bất ngờ biến mất. Có người thì khó chịu vì giữa đêm mưa bão bị gọi đi tìm người bất ngờ. Chú bác nói, hay là anh đi đâu chơi hả chị? Chú quay ra hỏi 2 đứa trẻ. Thế tối bố cháu ở nhà nói gì, bọn cháu biết không? Thằng Khang đáp, bố cháu bảo ra vườn chống chuối, mẹ cháu bảo bão như thế này đừng có đi. Bố bảo là bố bị sét đánh không chết thì sợ gì bão. Thằng Khanh cũng gật đầu, đúng rồi chú ạ, bố cháu nói đi chống chuối mà, bố còn dặn mẹ ở nhà trông tụi cháu nữa. Lúc ấy bố cháu mặc mỗi cái quần đùi, xong khoác cái áo mưa Honda màu xanh đi ra vườn mà. Mọi người xì xào bàn tán, tìm xem thực chất chú Nam đã đi đâu. Chú Bắc và chú Đông lại đi ra vườn chuối tìm lần nữa, do có người nói sợ chú Nam bị mưa lạnh vào người nên cảm mà gục xuống vườn. Hai anh em chia nhau lấy đèn mỏ và đèn pin soi lộn khắp vườn chuối, cũng không tìm thấy chú Nam đâu cả. Mọi người thất vọng quay lại nhà. Cô An sụt sịt: "Tôi đã tìm suốt ngoài vườn, có thấy anh Nam đâu. Khổ thế cơ chứ, không biết giờ này anh ấy đi đâu không biết." Chú Đồng đáp: "Theo như lời cô Khanh nói, lúc đi ra vườn, anh Nam mặc mỗi chiếc quần đùi thì chắc chắn anh sẽ chẳng đi đâu được. Anh Nam em biết mà, anh ấy ra ngoài bao giờ cũng mặc quần áo tử tế, lịch sự. Với cả đêm mưa bão thế này, anh ấy sẽ không đi đâu mà không dặn dò người nhà đâu." Chú Bắc cũng nói thêm: "Phải đó, nhưng mà chúng ta soi khắp vườn chuối, có thấy anh Nam ở chỗ nào đâu. Nói vậy, nhỡ anh bị cảm mà gục ra vườn thì chúng ta cũng phải tìm thấy rồi chứ. Vườn nhà anh chị ngoài chuối ra có cái gì đâu." Cô An nức nở: "Vậy anh Nam đi đâu hả các chú? Các chú làm tôi càng lo. Không hiểu sao tôi nóng ruột lắm. Từ lúc không thấy anh Nam đâu, ruột gan tôi nóng như trời đẻ." Cậu Tiến nói: "Có khi nào anh Nam bị ma giấu không?" Cậu Tiến vừa dứt câu nói, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Chú Đồng hỏi: "Cậu Tiến năm nay 30 mà như đứa trẻ lên bà ấy nhỉ? Thời buổi nào rồi mà còn tin chuyện ma với quỷ?" Cậu Tiến đáp: "Chứ giờ ai biết anh ấy đi đâu không? Tìm hết vườn chuối, không thấy anh đâu. Mưa bão như thế này, anh Nam lúc ấy mặc mỗi cái quần đùi. Vì mọi người phân tích rằng anh không thể đi đâu được, nên em đặt giả thiết như vậy thôi." Mọi người nhìn nhau rồi bảo chờ tới sáng xem chú Nam có về nhà hay không, chứ giữa đêm mưa bão lại mất điện thế này, biết đi đâu mà tìm. Trời vừa hừng sáng, bão cũng tan, trời chỉ còn mưa tầm tã. Mọi người lại đổ ra vườn chuối tìm lại. Nguyên cái vườn chuối xơ xác do bão cuốn đổ ngã nghiêng. Có hai cây chuối gốc vườn được chống cẩn thận nên vẫn đứng yên không đổ. Cô An chạy lại hai cái cây chuối gốc vườn mà khóc: "Đấy, mọi người xem, hai cây chuối anh Nam chống vẫn còn đứng đây. Vậy mà anh ấy đi đâu rồi hả mọi người?" Cậu Tiến: "Hay là đi báo công an đi chị An?" Chú Bắc lắc đầu: "Công an họ chả tìm đâu, vì anh Nam mới mất tích từ tối qua đến giờ mà. Chúng ta tự tìm xem anh có đi sang nhà ai không, chứ báo công an bây giờ không khả thi. Có khi nào anh chui vào bếp ngủ, dọa mọi người một phen không?" Chú Đồng nói: "Tôi khẳng định là anh Nam không thể đi đâu được. Ai chứ riêng anh Nam, tôi lấy đầu ra đảm bảo. Anh ấy không phải là người làm gì mà không suy nghĩ kín kẽ. Hơn nữa, anh Nam rất yêu thương vợ con. Anh ấy sẽ không bao giờ đi đâu mà không thông báo cho chị An biết. Lúc tối, chị An kể anh còn dặn chị ở nhà trông hai đứa trẻ vì lo tụi nhỏ sợ mưa bão cơ mà." Chú Đồng nói thì thế, nhưng cũng nhanh nhẹn vào bếp tìm một lượt. Chị An khóc lóc: "Không có đâu các chú, tối hôm qua tôi đã soi trong bếp rồi. Ôi trời ơi, anh Nam ơi, anh ở đâu? Sao anh lại trêu mẹ con em làm gì chứ? Cả đêm qua em lo lắng như thế nào anh có biết hay không? Anh mau về cho em." Chị An vừa đi vừa khóc. Cậu Tiến đỡ lấy chị gái: "Chị bình tĩnh đi, có khi anh ấy đi đâu có chuyện gấp thì sao?" Cô An nấc lên: "Không, cậu không thấy anh ấy chống được hai cây chuối rồi đấy sao? Anh ấy không đi đâu mà không dặn chị câu nào cả. Mà có đi đâu anh ấy phải mang theo quần áo chứ. Cậu thử nghĩ, anh ấy mặc quần đùi khoác áo mưa như thế thì đi đâu, làm gì vào giữa đêm mưa bão như vậy?" Mọi người ái ngại nhìn nhau. Hàng xóm nghe tiếng kêu, họ cũng chạy sang nghe ngóng. Bà Mừng gõ gõ vào cửa sổ bếp nhà cô An mà hỏi: "Cô An này, nhà có chuyện gì mà sáng ra đã ồn ào thế?" Cậu Tiến mở cửa sổ nhìn sang nhà bà Mừng, trả lời thay chị: "Dạ là anh Nam nhà cháu. Tối hôm qua anh ra vườn chống mấy cây chuối mà đến bây giờ không thấy anh ấy về bà. Nhà cháu tìm cả đêm chẳng thấy anh ấy đâu cả. Bà có nhìn thấy anh ấy không?" Bà Mừng sửng sốt: "Làm sao có thể chứ? Hay cậu Nam bị cảm ở ngoài vườn rồi?" "Dạ không có bà, nhà cháu tìm suốt đêm qua đến bây giờ không thấy tung tích anh Nam đâu cả. Anh ấy còn chống dở được hai cây chuối ở góc vườn phía bên nhà bà kia kìa." Bà Mừng gật đầu, chống cái gậy đi về phía hiên gọi: "Thằng Mạnh đâu? Nhà chú Nam có chuyện rồi. Anh vậy xem có gì giúp đi, chả gì anh cũng là công an." Chú Mạnh ở bên nhà bà Mừng nghe tiếng mẹ gọi cũng chạy ra cửa ngó sang nhà cô An hỏi: Nhà cô An có chuyện gì thế? Chú Nam bị làm sao? Cô An khóc nghẹn đáp. Anh Nam nhà em đi ra giường mà từ tối qua đến giờ mất tích không thấy về nhà. Em lo quá, anh giúp em với. Chú Mạnh hốt hoảng. Sao lại như thế được chứ? Có khi nào chú ấy đi sang nhà ai chơi rồi mưa bão không về nhà hay không? Cô An đáp. Dạ không đâu anh ơi. Anh Nam nhà em sao lại bỏ nhà đi sang nhà người khác lúc mưa bão như vậy chứ? Chú Mạnh. Được rồi, cô chờ tôi một chút. Tôi sẽ sang bên nhà cô nói chuyện cho dễ, chứ nói chuyện qua cái cửa sổ chả ra làm sao cả. Chú Mạnh sang nhà cô An hỏi tường tận mọi chuyện. Cô An kể lại một lượt chuyện tối qua đến bây giờ cho chú Mạnh nghe. Chú nghe xong gật gù ra điều đã hiểu. Chú hỏi, thế vợ chồng cô chú bình thường có bất hòa hay cãi vã gì không? Cô An đáp, nhà em trước giờ đến nói to còn chưa khi nào có, thì nói gì đến cãi vã hả bác? Chú Mạnh suy tư, thế thì kỳ lạ thật đấy. Giả như vợ chồng cô chú có xích mích gì á, còn dễ tìm hướng giải quyết. Đằng này... Chú Đồng nói chèn vào, bác nói thế có ý gì? Bác nói rõ ra chúng em nghe xem nào. Bác úp úp mở mở thế chúng em ngu dốt, nghe chả hiểu gì cả. Chú Mạnh đáp, ý là tôi đang loại trừ các khả năng có thể. Cô An, có thật là gần đây vợ chồng cô không xảy ra mâu thuẫn hay bất hòa gì không? Cô An nhìn hai đứa con mà đáp, có hai đứa con của em đây, em nói láo trời đánh em chết, không nhìn thấy mặt con. Vợ chồng em trước giờ hòa thuận, chưa khi nào cãi vã hay mâu thuẫn gì cả. Chú Mạnh, vậy thì loại trừ khả năng do mâu thuẫn vợ chồng mà chú ấy giận bỏ nhà đi. Vậy thì chú chỉ có thể ở nhà thôi. Cậu Tiến, nhưng chúng em đã tìm khắp nơi mà không thấy rồi bác ạ. Chú Mạnh gật gù. Đi, chúng ta cùng tìm lại một lượt nữa. Biết đâu chú Nam bị cảm, ngã ở góc nào chúng ta không biết. Chú Mạnh nói rồi kéo cái áo mưa khoác lên người rồi xăm xăm tiến ra vườn chuối. Mọi người một lần nữa đi theo. Cả đoàn người ra vườn tìm, không thấy rồi lại kéo nhau vào bếp. Tìm cả khu nhà kho, khu vệ sinh. Chú Mạnh leo lên cả mái nhà mà nhìn xung quanh xem. Cậu Tiến cũng leo lên mái bếp nhìn một lượt. Bỗng tiếng chú Mạnh kêu lên, Nam ơi, sao cậu dại dột thế kia? Mọi người nghe tiếng chú Mạnh kêu bàng hoàng chạy về phía chú. Chú Đông và chú Bắc bật lên mái bếp nhảy về phía chú Mạnh, cũng đồng thanh kêu lên, anh Nam ơi, ông trời ơi, sao anh lại ra nông nổi này anh ơi? Cô An tìm đào thắt lại, trống ngực đập thình thịch, cũng leo vội lên mái bếp trèo lên nhìn. Cảnh tượng chú Nam treo cổ lơ lửng trên cây mít phía sau nhà làm cô rụng rời tay chân. Cô nấc lên rồi ngất lịm. Vong oán phần 2. Tác giả Phú Dương, Pet, Phú Dương, Missy Dương. Cái chết của chú Nam nhanh chóng được đồn đại ra bên ngoài. Bà con hàng xóm nghe tiếng hô hoáng, mặc dù mưa gió cũng chạy tới ngó nghiêng hóng chuyện. Bởi lẽ cái chết của chú Nam quá bất ngờ. Trước giờ gia đình chú nổi tiếng, gia đình có văn hóa, vợ chồng thuận hòa, chưa khi nào có to tiếng hay lời qua tiếng lại. Chú Bắc thương anh trai chết tức tưởi, khi vừa nhìn thấy đã lao ngay xuống ôm chân đỡ anh trai. Chú Nam vẫn mặc y nguyên chiếc áo mưa màu xanh như lời cô Khanh tả. Chú Đồng lấy vội con dao tính chặt đứt cái dây để mọi người đưa chú Nam xuống thì bị chặn lại. Cậu Tiến quan sát anh rể xem xét. Mọi người thử nghĩ xem, tại sao anh Nam lại dại dột làm điều này, trong khi gia đình vốn yên ổn, hạnh phúc cơ chứ? Có khi nào... Cậu Tiến bỏ dở câu nói lại cho mọi người suy ngẫm. Chú Bắc đáp, cậu nghi ngờ điều gì? Cậu Tiến nói tiếp, em nghi ngờ anh Nam bị giết chết. Mọi người thử nghĩ mà xem, nếu tự tử, sao anh ấy phải chọn đêm mưa bão cơ chứ? Đã vậy, anh ấy lại còn đi ra vườn chống chuối. Mọi người không thấy anh ấy đã chống được hai cây chuối ở góc vườn rồi đấy à? Anh Nam là người sống lạc quan, anh có trách nhiệm như thế, em không tin anh ấy lại tự tử. Chú Mạnh gật gù. Cậu này nói không phải là không có lý. Tôi làm công an, chúng tôi cũng hay gặp những trường hợp như thế này. Nếu bị giết thì trên người chắc chắn có dấu vết. Mọi người mau cử người đi lên công an báo cáo đi. Bên pháp y họ sẽ cho chúng ta câu trả lời nguyên nhân cái chết của chú Nam. Chú Bắc, Thế chúng ta phải giữ nguyên hiện trường, chờ công an đến điều tra hay không? Hay chúng ta đưa anh ấy vào nhà? Giờ để anh Nam ở ngoài này khổ thân anh ấy lắm. Chú Mạnh đáp, chúng ta giữ nguyên để cho bên công an làm việc. Cậu Tiến đi xung quanh cây mít, nhìn ngó nghiêng ra điều rất suy tư. Không thể nào tự tử, mà nếu bị giết ở đây thì cũng vô lý lắm. Mọi người nhìn xem, ai có thể mang anh ấy ngoài vườn vào tận trong này cơ chứ? Quả thật, nơi xảy ra vụ tự tử của chú Nam rất đặc biệt. Nhà chú Nam xây tường bao xung quanh, chú làm nhà và công trình phụ khép kín, nhưng không làm sát ra phía đường đi mà lui lại 4 mét. Sau khi làm nhà xong thì phía đất chừa lại phía sau thành một cái vườn khép kín, không có chỗ vào. Trong vườn lại chỉ trồng duy nhất một cây mít. Chú xây tường bao cao hơn 2 mét, mà cành mít chú dùng để treo dây tự tử lại cao xấp xỉ bờ tường, nên người ngoài đường sẽ không thể nhìn vào bên trong được. Chú Bắc, anh Nam không có lý do gì để tự tử, hoặc nếu có tự tử, anh ấy cũng không chui vào cái giường xẹp này đâu. Chắc chắn là anh ấy bị người ta hại chết rồi. Mọi người nghĩ lại mà xem, có ai đi tự tử mà tối còn vui vẻ ăn cơm rồi dặn dò con cái ở yên trong nhà, một mình ra giường chống chuối không? Mà nếu có thật đi chăng nữa, thì làm gì có người muốn chết mà vẫn cố chống 2 cây chuối rồi mới lấy dây thừng rồi chui ra cái giường xẹp này treo cổ coi chứ. Nói đi nói lại thì mọi người phán đoán rằng chú Nam không có lý do gì để tự tử hết. Công an nhận được thông báo liền ngay lập tức tới nhà chú Nam. Họ tiến hành bảo vệ hiện trường vụ án, nhưng mấy chú lắc đầu nói với nhau. Đêm vừa rồi mưa bão đã xóa sạch hết dấu vết thế này, điều tra khó lắm. Giờ chúng ta chỉ còn chờ bên pháp y kết luận. Có chú vào kiểm tra qua thi thể, quay lại nói với đồng nghiệp. Cơ thể nạn nhân không có dấu vết của giằng co, thậm chí chiếc áo mưa còn nguyên vẹn thế kia thì hơi vô lý. Mẹ chú Nam nghe tin con trai treo cổ tự tử, lội mưa chạy tới. Tiếng bà khóc lóc ầm ĩ cả xóm làng. Ôi con ơi là con, sao con lại chết tức tưởi thế này hả con ơi? Sao con lại để người đầu bạc tiếng người đầu xanh thế này hả con? Ôi Nam ơi, con mau nói cho mẹ biết, Nam ơi là Nam ơi. Bà lao vào đòi ôm lấy xác chú Nam thì bị chú công an ngăn lại. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, mong gia đình bớt thương tâm. Bà ôm lấy chú Bắc đấm vào lưng chú mà than. Ôi con ơi, làm sao ra cớ sự này hả con? Thằng Nam làm sao hả con? Có phải nó dọa mẹ không con? Chú Bắc đỡ lấy mẹ. Mẹ ơi, anh Nam mất rồi. Hiện tại công an đang điều tra mẹ à. Con tin họ sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Nam. Cô An tỉnh dậy, nhưng nghe thấy tiếng khóc ai oán lại ngất liệm đi, nên công an phải lấy lời khai của chú Bắc, chú Đồng và cậu Tiến trước. Hai cậu con trai chú Nam cũng được các chú công an hỏi han chung một lượt với các chú và cậu. Hai cậu tuy sợ hãi và hốt hoảng nhưng vẫn trả lời các câu hỏi mạch lạc và rõ ràng. Cái chết của chú Nam quá bất ngờ nên mọi người trong xóm bán tín bán nghi, đồn nhảm ra bên ngoài. Mọi người nói khả năng chú bị giết, khả năng chú tự tử, khả năng chú bị ma quỷ nhập nên mới gây ra chuyện thương tâm như thế. Gia đình chú Nam một mực khẳng định rằng chú Nam không có lý do nào để tự sát. Công an cũng không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay dấu hiệu đáng nghi ngờ về cái chết của chú Nam, bởi chú sống rất tình cảm, không gây thù chuốc oán với ai, nên không ai có động cơ ra tay giết hại. Hơn nữa, bên pháp y xác nhận nguyên nhân cái chết do sợi dây thừng siết cổ dẫn đến ngạt thở rồi tử vong. Đám tang chú diễn ra nhanh chóng, bởi người trẻ tuổi mất sẽ khiến ai nấy đều đau lòng. Sợi dây thừng chú Nam dùng để treo cổ tự tử khi gỡ xuống được mọi người hô nhau mang tẩm xăng mà đốt. Bởi lẽ mọi người đồn nhau rằng nếu nhà nào có người treo cổ tự tử thì phải đốt sợi dây đi ngay, kẻo mỗi năm sẽ có một người bị vòng dây oan nghiệt ấy đoạt mạng sống. Cô An vẫn không chấp nhận được sự thật chồng mình đã tự tử nên cứ ngất lên ngất xuống mấy ngày liên tiếp. Sau đó cô cứ thơ thẩn như cái xác không hồn. Mọi người phải cắt cử nhau thay phiên tới trông chừng vì sợ cô thương chú quá, nghĩ quẩn mà làm liều. Một tháng sau cái chết thương tâm của chú Nam, cô An mới bình tâm trở lại. Tuy nhiên, cô hay trèo lên mái nhà nhìn xuống cây mít mà chú Nam treo cổ tự tử. Hai con cô thấy vậy rất sợ hãi nên gọi điện thoại mách với cậu Tiến. Cậu bèn thuê người tới nhà cô cưa cây mít đó đi. Cô An một mực ngăn cản không cho ai chặt cây mít, nhưng mọi người không ai tán thành. Cậu Tiến dục hai thanh niên được thuê ra vườn cưa hạ cây mít xuống. Hai thanh niên khỏe mạnh được cậu Tiến thuê đến bắt đầu hăm hở phát đồ nghề ra vườn. Vì khúc vườn thừa này bị tường vây kín nên họ phải trèo tường vào để cưa. Họ làm nghề này lâu rồi nên việc đốn một cây mít chả có gì là khó khăn đối với họ. Tuy nhiên, vừa đặt cái cưa mái lên cây mít thì cái cưa bị hỏng. Sự việc chỉ là coi như sự trùng hợp ngẫu nhiên, cho đến khi họ bỏ cưa mái dùng cưa tay thì một người bị trượt thang ngã nhào xuống đất. Cô An thấy vậy nghĩ chuyện chẳng lành và nói: "Mấy chú đừng chặt cây mít đi nữa, tôi sợ lắm, lỡ có chuyện gì không may." Một người nói: "Chị khỏi lo, chúng tôi đốn cây quen rồi, chả có chuyện gì đâu mà chị lo lắng." Họ nhất quyết leo lên và cưa cho bằng được. Cành đầu tiên được hạ xuống, rồi các cành khác lần lượt được hạ. Các chú cười: "Chị thấy chưa, tôi đã nói không sao rồi mà, cây mít cỏn con thế này, chúng tôi không đốn được thì chúng tôi làm nghề này làm gì nữa." Chú vừa nói dứt câu thì trượt chân ngã nhào xuống đất. Lần này cái cưa bập luôn vào tay chú, làm máu tuôn ra xối xả. Chú còn lại hoảng hốt nhảy xuống đưa chú bị thương đi cấp cứu. Cây mít chỉ còn hai cành trơ ra mà không ai dám chặt. Những ngày sau cũng có người vác cưa đến chặt cây mít đi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cưa toàn bị hỏng. Người ta cũng nghĩ đến chuyện tâm linh nên không ai dám đốn cây mít ấy đi nữa. Chú Bắc và chú Đông thấy vậy cũng bàn nhau cúng 49 ngày cho chú Nam. Tiện đông người sẽ tranh thủ mỗi người một tay một chân chặt cây mít đi. Nhưng trước đêm cúng 49 ngày chú Nam, cả hai đều mơ thấy giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, hai người thấy chú Nam về ôm lấy cây mít mà khóc. Hai chú nghĩ anh trai gàn không cho chặt nên cũng không ai nhắc đến chuyện sẽ chặt cây mít ấy đi nữa. Cái cành mít chú Nam treo cổ tự tử cũng còn y nguyên như vậy. Cô An dần dần lấy lại được tinh thần. Cô không còn thẫn thờ trèo lên mái bếp nhìn sang cây mít ấy nữa. Tuy nhiên, mẹ chồng cô cũng sợ cô nghĩ quẩn, nên từ hôm chú mất, bà thường sang nhà cô trò chuyện với cô. Bà khuyên: "Thằng Nam nó dại, nghĩ quẩn, bỏ vợ bỏ con mà đi. Nó không biết thương vợ, thương con thì nó có tội. Con là vợ nó, là mẹ của hai đứa trẻ. Con phải phấn chấn lên, lấy tinh thần mà nuôi dạy hai đứa con thành người. Tụi nhỏ nó bé quá mà đã mồ côi bố, tội lắm con ạ. Con nghe lời mẹ, có chuyện gì con nói cho mẹ nghe, chứ cứ để trong lòng đau khổ lắm con ơi." Cô An nghe mẹ chồng nói là tủi thân: "Mẹ xem, con với chồng con có chuyện gì sức mẻ đâu mà anh nỡ lòng nào bỏ con, bỏ các cháu bơ vơ thế này hả mẹ? Giá như bảo nhà có chuyện gì cho cam, đằng này đang êm ấm, anh lại ra đi đột ngột như vậy. Con đau lòng lắm mẹ à. Các cháu còn nhỏ dại, một mình con biết sống ra sao hả mẹ?" "Mẹ biết con vất vả, cũng tại mẹ hết. Sao mẹ lại có thằng con trai yếu đuối như vậy chứ? Có chuyện gì nghĩ không thông thì tâm sự, chuyện trò với mọi người, tìm cách giải quyết là xong. Sao nó dại dột bỏ đi, để lại vợ trẻ con nhỏ. Mẹ thương con lắm An à. Con cố gắng lên nha con. Có chuyện gì khó khăn cứ nói với mẹ. Mẹ và các em sẽ không bỏ mặc con và các cháu đâu." Cô An xúc động: "Anh Nam đi rồi, nhưng may mắn con còn có mẹ và các em. Chắc kiếp trước con tu nhiều lắm nên kiếp này con được về làm dâu của mẹ." "Mẹ chưa khi nào coi con là dâu, con là con gái của mẹ. Nhưng từ hôm thằng Nam mất đến giờ, con có mơ thấy nó lần nào hay không?" Cô An lắc đầu: "Con không mơ thấy nhà con về lần nào mẹ à. Có chuyện gì không mẹ?" "Tại mẹ thấy thằng Bắc và thằng Đông đêm qua đều nằm mơ thấy thằng Nam về ôm gốc mít mà khóc. Mẹ cũng thấy lạ lắm, chắc nó muốn báo chuyện gì mà không báo được nên chỉ đứng khóc. Mẹ cũng không mơ thấy nó về nhà lần nào cả. Con cũng mong anh ấy về để hỏi cho ra sự tình. Sao anh ấy lại dại dột như vậy? Tiếc là anh ấy không về báo mộng cho con mẹ à." "Tiếc thật. Hôm nay cúng 49 ngày cho nó, thầy cũng lập đàn và gọi dông mà không thấy nó về. mẹ muốn gọi nó lên hỏi cho tường tận nguyên nhân nó bỏ vợ bỏ con mà đi chết như vậy. Đau lắm, xót lắm. Không có gì đau bằng việc té đầu bạc tiếng người đậu xanh con à. Dạ, chuyện cũng qua rồi mẹ à. Mẹ không cần ở lại ngủ cùng với con nữa đâu. Anh Nam mất cũng 49 ngày rồi. Chắc anh không muốn cả nhà thương tâm, đau lòng với nhớ nhung nên anh không về. Ba mẹ con ngủ ở nhà có sao không? Mẹ sợ con buồn thôi. Dạ con không sao, mẹ cứ về bên ấy, còn nhà cửa giường tược nữa mẹ. Mẹ chồng cô An nghe vậy cũng yên tâm nên bà ăn tối xong là gói thêm đồ đạc về nhà. Cô An tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, vì cúng bái nên nhà nhiều đồ đạc bày biện lung tung. Cô dọn khá muộn mới xong rồi đi tắm. Lúc vào giường ngủ, cô giật mình thấy cô Khanh đứng ngay đầu giường. Cô hỏi, Khanh, con không ngủ sao mà giờ còn đứng ở đây? Muộn lắm rồi, con mau về giường đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học nữa. Cô Khanh không trả lời mà đứng yên, cái đầu gục xuống hơi ngoẹo sang một bên. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cô thấy mắt Khanh trợn lên đỏ rực. Vong oán phần 3, tác giả Phú Dương. Cô An hét lên rồi ngước liệm. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên giường. Cô lấy tay ôm đầu nhớ lại chuyện lúc đêm, rồi bật dậy chạy sang giường các con. Hai đứa con cô vẫn đang ngủ ngon lành. Cô nhìn một lượt quanh căn nhà, chau mày thầm hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ mình nằm mơ sao? Cô nằm xuống cạnh hai cậu con trai rồi ngủ lúc nào không hay. Liên tiếp những ngày sau đó, cô luôn thấy những chuyện lạ tương tự. Hôm thì cô thấy cô Khanh, hôm thì cô thấy cô Khang trong tình trạng thẫn thờ, đầu quẹo sang một bên như thế. Cô bắt đầu thấy sợ hãi và lo lắng tới chuyện trong nhà đã và đang có một thế lực bí hiểm chi phối các con cô. Cô lo sợ nhất chính là việc xấu sẽ xảy ra với các con cô, giống như đã xảy ra với chú Nam. Cô kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng nghe. Ban đầu bà không tin cho lắm, nhưng vì cô An một mực khẳng định chính mắt cô nhìn thấy thì bà bắt đầu phân vân. Bà bảo, có khi nào thời gian qua con mệt mỏi, con nghĩ quá nhiều nên mới mơ mộng thấy chuyện lạ hay không? Hay thực sự là thằng Nam bị ma bắt đi? Cô sợ sệt. Con sợ lắm mẹ ơi, anh Nam không may qua đời, con đã khổ lắm rồi. Giờ mà có chuyện không hay xảy ra với hai thằng Khang và Khanh, con chết mất mẹ ơi. Được rồi, để mẹ đi xem thầy con ạ. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Quan trọng là con không được hoảng sợ và mất bình tĩnh. Để mẹ gọi các em sang nhà nói chuyện xem thế nào. Nếu đúng là có ma trong nhà thì ta làm lễ là hết con à. Nhưng con sợ lắm. Có phải ma ngoài không hay là anh Nam mất mà không siêu thoát nên về nhà hả mẹ? Con sợ người ta nói trùng tang sẽ bắt con cái người thân theo lắm mẹ à. Mẹ chồng cô thở dài. Giờ chỉ có nhờ thầy xem thế nào, chứ chúng ta người trần mắt thịt thì làm sao biết chuyện gì đang xảy ra được hả con? Mà con yên tâm đi, nếu con sợ thì tối mẹ sang ngủ cùng con. Mẹ muốn xem con ma ấy mồm ngang mũi dọc thế nào. Cô An có mẹ chồng sang ngủ cũng bớt sợ hãi. Tuy nhiên bà ở đó mấy đêm liền thì không thấy xảy ra bất cứ chuyện gì kỳ lạ. Mẹ chồng cô bảo, có khi nào con mệt mỏi nên suy nghĩ lung tung không? Mẹ ở đây chưa thấy chuyện gì lạ cả. Cô An, con cũng thấy lạ. Bao nhiêu ngày mẹ ở đây thì con ngủ ngon và không mơ mộng gì cả. Hay do con nhảy bóng vía nên bị trêu hả mẹ? Cái này mẹ không rõ. Ngày mai con chở mẹ sang xã bên xem bói. Mẹ nghe nói thầy bói này trẻ, mới được ăn lộc nên xem hay lắm. Hôm sau cô An chở mẹ chồng sang xem bói. Hai mẹ con cô sang đến nơi thì thấy nhà thầy kín người tới xem. Người đông tới mức phải xếp hàng ra tận ngoài ngõ. Hai người phải chờ khá lâu mới đến lượt. Bà bói trẻ nhìn thấy hai mẹ con cô thì liên tục lắc đầu. Nhà này không xem được, chúng ta không có duyên. Mẹ chồng cô xin thầy, chúng tôi nghe tin thầy được thánh cho ăn lộc nên sang cậy nhờ thầy xem giúp, mong thầy cố gắng bớt chút thời gian. Thầy bói, tôi làm phúc thôi chứ đâu đào to búa lớn gì. Tuy nhiên nhà bà thì tôi không xem được. Bà đi về tìm thầy cao tay hơn giúp đi, chứ năng lực của tôi có hạn. Mẹ chồng cô An lật đật đứng dậy, đốt nén hương trên ban thờ, khấn vái một hồi, đặt thêm tiền lễ, nhưng bà bói dứt khoát không nhận. Bà lấy lại tiền lễ trên đĩa trả cho cô An. Mong hai mẹ con bác về giúp cho nhau, cháu thật là không giúp được gia đình. Giờ gia đình có đặt cả triệu tiền lễ, cháu cũng không xem được. Cô An lưỡng lự, thầy nói, tôi cho cô bóc bài 3 lần cho công bằng, nếu 3 lần cô đều bóc lên ắt bích thì không xem được. Chỉ cần hai mẹ con cô bóc một trong 3 lần được quân bài khác ắt bích, tôi sẽ giúp không cần tiền lễ. Thầy bói lấy một bộ bài mới tinh trên ban thờ xuống đưa cho cô An. Cô bóc ra tự kiểm tra bài rồi rút lấy một lá bài bất kỳ cho tôi. Cô An nhận bộ bài, tự tay cô bóc và rút. Quả nhiên là bài cô rút chính là ách bích. Lúc lật lá bài lên, cô ngạc nhiên tới mắt chữ O, miệng chữ A. Mẹ chồng cô thấy vậy bèn bảo, để tôi thử cho. Thầy cô đưa bộ bài cho bà. Bà nháo đi nháo lại bộ bài rồi rút một lá bất kỳ. Thật trùng hợp, bà cũng rút lên là ách bích. Thầy thở dài, tôi đã nói rồi là chúng ta không có duyên. Dù bà có rút 100 lần thì cũng vẫn là ách bích thôi. Lúc bấy giờ, một người đi xem lấy một bộ bài mới khác đưa cho cô An. Cô không tin thì thử dùng bộ bài tôi mới mua này xem sao. Cô An quay sang nhìn thầy, thầy gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, lần này cô vẫn không tránh được là ách bích. Mọi người tới xem, ai nấy đều ngạc nhiên vì sự trùng hợp ấy. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Thầy nói, tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, tại mọi người không tin nên tôi mới cho mọi người bóc bài làm chứng. Giờ mọi người vui lòng về tìm thầy cao tay hơn xem giúp đi. Mẹ chồng cô An nói, như vậy là gia đình tôi gặp phải chuyện gì mà thầy không xem được sao? Chuyện này rất nghiêm trọng đúng không thầy? Chúng tôi người trần mắt thịt không biết chuyện, mong thầy chỉ giáo cho chúng tôi vài điều. Thầy bất lực thở dài, tôi rất muốn giúp nhưng năng lực của tôi có hạn. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng chúng ta không có duyên rồi mà, mong mọi người về cho. Hai mẹ con cô An ủ rũ trở về nhà. Mẹ chồng cô buồn bực nói, vậy là mất tôi 1 ngày chờ đợi mà không giải quyết được vấn đề gì cả. Cô An lo lắng, mẹ ơi con lo lắm, nhà mình như vậy là làm sao hả mẹ? Giờ đến thầy còn không xem được thì chúng ta biết đường nào mà tránh chứ. Con bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Thầy nói là chúng ta không có duyên nên thầy không xem được. Như vậy mai chúng ta đi tìm thầy khác để xem. Mẹ không tin có chuyện ma quái mà không thầy nào xem được cả con à. Thầy này không có duyên, ắt có thầy khác. Vâng, vậy chúng ta tranh thủ đi sớm mẹ à. Con chỉ lo lỡ không may lại có chuyện xảy ra với tụi nhỏ thôi. Bà chép miệng, con đừng nói lung tung, mọi chuyện cũng có cách giải quyết. Con không cần lo nghĩ nhiều, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Con mà nằm ra đó thì lấy ai chăm sóc tụi nhỏ đây? Con biết thế, nhưng tại con không yên tâm. Nhất là con cứ thấy 2 đứa nhỏ như bị ma nhập, đứng ở đầu giường mấy hôm trước. Mẹ không thấy nên mẹ không sợ, chứ con sợ lắm. Được rồi, mẹ sẽ ngủ cùng con cho đến khi nào mọi chuyện được giải quyết xong. Con mà cứ như vậy, mẹ cũng nóng ruột lắm. Tối đó, cả vợ chồng chú Bắc và chú Đông đều bị bà gọi sang nhà cô An bàn chuyện. Các cô chú nghe chuyện cũng nổi da gà. Chú Đồng hỏi, thật là chị tận mắt thấy thằng Khang với thằng Khanh bị ma nhập hả? Cô An, tôi nhìn tận mắt, tôi sợ quá còn ngất liệm đi cơ mà. Chú Đồng, có khi nào là mơ không? Tại em vừa nghe chị kể lúc tỉnh dậy lại nằm trên giường, hơi kỳ lạ phải không mọi người? Mẹ chồng cô An, dù là có mơ hay thấy thật cũng là chuyện không hay. Nhất là hôm nay mẹ với cái An đi xem bốc bài tay 3 lần lên ách bích, chắc chắn phải có chuyện gì đó nên thầy mới không xem cho nhà mình được. Chú Đông gật gù, mẹ nói phải đó, ngay cả chuyện chặt cây mít cũng bí hiểm. Mọi người có thấy lạ không? Hay là anh Nam nhà mình chết có ẩn tình gì nhỉ? Chú Bắc bàn vào, vậy ngày mai mẹ và chị An chịu khó chạy sang tận bên Hải Dương, chỗ bến đò ấy. Con nghe người ta bảo có ông thầy xem phần âm giỏi lắm, thầy chuyên bắt ma. Con thấy người ta nói cứ cầm ảnh người chết đến nhà thầy xem có trùng tang hay thế nào là biết ngay. Nếu thật sự nhà mình có trùng tang thì thầy sẽ bắt giúp. Nhiều người bị trùng tang sang thầy giải cho, không khó khăn gì đâu mẹ. Mọi người nghe chú Bắc nói vậy cũng an tâm phần nào. Ngày hôm sau, cô An lại chở mẹ chồng tới địa chỉ nhà ông thầy Bắc mà chú Bắc giới thiệu. Nhà thầy ở cuối xóm, cây cối tùm. Mẹ con cô vào nhà thì bắt gặp thầy chuẩn bị ra ngoài. Thầy nhìn hai mẹ con cô An một lượt rồi nói: Nhà này có người vừa mới mất đúng không? Có chuyện gì cần tôi giúp hay không? Mẹ chồng cô An: Thật phúc đức cho mẹ con tôi gặp thầy ở nhà thế này. Chuyện là con trai tôi mới mất, cháu nó dại dột treo cổ lên cây mít sau nhà. Con dâu tôi lại hay thấy hai thằng con của nó giống như bị ma ám, đứng ở đầu giường của nó. Tôi nghe tin thầy giỏi bắt ma, mong thầy làm phúc xem giúp gia đình chúng tôi. Thầy mời hai mẹ con cô An vào nhà. Hai người hôm nay may mắn tới sớm, chứ muộn 5 phút nữa tôi về quê cúng thì không gặp được. Dân quý quá hóa thầy ạ, vậy gia đình của tôi có duyên mới gặp được thầy. Gia đình có mang theo ảnh người mất đến đây hay không? Mau đưa cho tôi xem nào. Cô An nhanh nhẹn bỏ chiếc ảnh của chú Nam được bọc cẩn thận trong chiếc khăn tay ra cho thầy xem. Thầy nhìn tấm hình, mắt căng lên sáng rực. Chà chà, cậu này mất trẻ quá, vong hồn không siêu thoát được nên vẫn quanh quẩn ở nhà không chịu đi. Cô An: Dạ, mong thầy chỉ giáo giúp cho ạ. Nhà con mất hơn 50 ngày rồi. Ngày 49 chúng con có lập đàn rồi, gọi dông, nhưng chồng con không về. Con cũng muốn gọi anh ấy về một lần, hỏi han xem tại sao lại xảy ra cơ sự buồn thảm, nhưng mà không được thầy ạ. Có về hay không á, phải xem dông có muốn hay không đã chứ. Thế cái dây thòng lọng hôm cậu ấy treo cổ còn không? Dạ không thầy ạ, hôm ấy đưa chồng con xuống là mọi người tẩm xăng đốt cái thòng lọng ấy đi rồi. Con cũng nghe người ta nói không được giữ lại sợi dây thòng lọng vì sợ lại bắt tiếp người khác trong nhà, phải không thầy? Thầy gật gù. Vậy là tốt rồi, dông mấy người thắt cổ tự dẫn kiểu này mạnh lắm. Sợi dây ấy mà còn á thì trong nhà thế nào cũng có người lại thắt cổ tiếp, đốt đi là tốt rồi. Cô An: Vậy nhờ thầy xem giúp, chồng con mất như vậy có an tình gì hay không? Với cả là nhà con có trùng không thầy? Thầy nhìn qua một lượt tấm hình rồi lắc đầu. Tôi không thấy gì cả. Tuy nhiên có lẽ gia đình cần làm cái lễ để vong hồn cậu ấy không còn luyến tiếc trần tục mà vui vẻ đi đầu thai. Tôi thấy là cậu ấy giờ cứ quanh quẩn ở trong nhà không chịu đi. Mẹ chồng cô An: Vậy trong sự gia đình tôi nhờ thầy giúp sức. Còn tôi mất đi đã đau xót lắm rồi. Chúng tôi ai cũng thương xót cháu hết. Nhưng người chết không sống lại được. Tôi mong cháu có thể vui vẻ siêu thoát. Hơn nữa tôi muốn nhờ thầy gọi dòng cháu lên một lần nói chuyện. Cháu ra đi đột ngột quá, khiến chúng tôi ai cũng bất ngờ. Nhất là vợ con của cháu, khổ lắm thầy ạ. Thầy gật gù. Việc này tôi giúp được. Tuy nhiên mấy ngày sắp tới tôi về quê cúng cho người ta nên không sang nhà mình ngay được. Vậy gia đình về trước rồi cho tôi xin cái địa chỉ với số điện thoại liên lạc. Ngày nào tôi làm lễ được thì tôi sẽ sang làm. Cô An vui vẻ. Dân, con cảm ơn thầy. Thầy nhìn cô An. Cô này về nhà tránh ban đêm mở cửa ra ngoài nghe không? Cứ 10 giờ đêm là đóng cửa đi ngủ ngay. Ban đêm có người gọi tên không được phép thưa. Kể cả là mẹ hay con gọi cũng không được thưa gì hết. Tốt nhất là cô cứ nhắm mắt lại ngủ. Tai giờ điếc thì sẽ không sao hết. Mẹ chồng cô An lo lắng. Sao lại thế hả thầy? Không lẽ thằng Nam lại muốn hại vợ nó hay sao? Hay chuyện này có ẩn khúc gì? Vong oán phần 4. Tác giả Phú Dương. Thầy đáp. Có ẩn tình, nhưng cái đó là thế nào á thì chỉ còn cách hỏi dòng mới chính xác. Mẹ chồng cô An. Vậy thằng Nam nó muốn hại vợ con nó hay sao? Không lẽ mình nó cô đơn nên muốn người thân đi cùng hả thầy? Hồi còn sống nó thương vợ con lắm mà. Dông làm sao mà hại vợ con được chứ. Tuy nhiên cô gái này cẩn thận, bởi dễ bị dông theo quấy rầy. Cô An. Vậy theo ý thầy là chồng con theo con hay sao ạ? Sao anh ấy không về gặp con nói chuyện mà cứ dọa dẫm như thế, làm con lo lắm thầy ạ. Thầy nói. Được rồi, lần tới tôi về sẽ gọi hồn chồng cô lên cho mọi người hỏi chuyện. Hai mẹ con cô An trở về nhà vẫn trong tình trạng hoang mang. Thầy mặc dù đã hứa sẽ sang giúp đỡ, nhưng thầy lại bận cả tuần lễ sau mới giúp gia đình. Cô An không yên tâm, mẹ chồng cô cũng một bụng thắc mắc. Buổi tối hôm ấy, chú Bắc với chú Đồng tụ tập cả ở nhà cô An. Các chú nghe cô An kể lại tường tận mọi chuyện, gặp thầy ra sao, thầy dặn dò thế nào. Chú Đồng nói, nghe thầy nói vậy là cũng an tâm phần nào rồi, miễn là nhà không trùng là tốt, chứ dính đến trùng tang là mệt lắm đấy. Có nhà trùng tang lập đàn cả 100 triệu không thành, tiền mất người vẫn chết. Chuyện đào thường cứ nói đùa nhào như thế mới sợ. Cô An, nhưng tôi không yên tâm được mọi người ạ. Thầy hẹn tận 1 tuần nữa mới sang giúp cho gia đình mình. Trong 1 tuần lễ này dài lắm, tôi không biết có xảy ra chuyện gì không hay nữa không. Mẹ chồng cô An, mẹ biết còn lo lắng, tuy nhiên chúng ta cũng chỉ có cách chờ đợi chứ biết làm sao bây giờ. Bà đứng dậy thắp nén hương lên bàn thờ con trai mà khấn. Nam ơi, con sống khôn thác thiên, con phù hộ cho cả nhà bình an nghe con. Mẹ biết con sống có tình có nghĩa, nếu con còn điều gì muốn trăn trối thì con báo mộng cho mẹ sẽ giúp con hoàn thành nốt. Con An nó yếu bóng dí lắm, con đừng về dọa con bé mà tội nghiệp con ơi. Chú Bắc cũng đứng dậy chắp tay khấn. Anh Nam ơi, chuyện xảy ra 2 tháng rồi, nhưng em cứ ngỡ mới hôm qua. Em thật sự vẫn không chấp nhận được chuyện anh ra đi đột ngột như vậy. Nếu anh còn điều gì chưa hoàn thành, anh cứ về báo mộng cho em sẽ giúp anh. Em ngày đêm mong mỏi, cứ sao anh không về gặp em lấy 1 lần hả anh? Em đoán chắc chắn anh nghe thấy lời mọi người trò chuyện. Có điều gì mong mỏi, anh cứ báo mộng. Anh không báo cho em thì báo cho mẹ, cho chú Đông hay là chị An anh nha. Nhất định cả nhà sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Cô An lại rưng rưng nước mắt. Anh ác lắm, anh ác lắm. Anh có biết không, anh bỏ mẹ con em ở lại bơ vơ mất nơi nương tựa. Anh không vui hay ai làm anh mất lòng thì anh cứ kể ra mọi người cùng giải quyết. Đằng này anh đi làm cái chết đột ngột như vậy, mẹ con biết sống làm sao hả anh? Mẹ chồng cô chép miệng. Còn lại trách móc nữa rồi. Thằng Nam nó có tội, nó dại dột tìm cái chết là nó không phải với vợ con, với người thân. Nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, còn phải phấn chấn lên, còn lo cho lũ trẻ. Chú Đông, mẹ nói phải đấy chị à, chị đừng quá đau lòng. Thằng Khang vội kêu lên, bà thắp hương cho bố cháu mà hương tắt rồi kìa. Mọi người bàng hoàng quay lại nhìn lên ban thờ của chú Nam. Đúng là que hương bà châm lên đã tắt ngấm. Chú Bắc nhanh nhẹn lấy bật lửa châm lại. Chắc là hương bị ẩm, hoặc mẹ lấy phải cái que hương bị hỏng thôi. Nhà con thi thoảng hương cũng tắt mà, không có chuyện gì đâu. Cô An thở dài. Tôi mong anh chú về gặp tôi lấy 1 lần. Vậy mà anh ấy cứ như giận dỗi, không muốn trò chuyện với tôi. Đêm đó cô An nằm suy nghĩ về mọi chuyện trước khi chú mất. Tuyệt nhiên cô không thấy chú Nam có biểu hiện gì của một người muốn từ bỏ cuộc sống. Chú vẫn luôn vui vẻ và quan tâm mọi người. Đối với cô, chú luôn quan tâm, chia sẻ mọi điều dù nhỏ nhất. Tiếng cô Khang hét lên rồi ú ớ kêu gào. Cô ngồi bật dậy. Khang, có chuyện gì vậy? Cô miệng thì hỏi nhưng vội bước qua mẹ chồng đang nằm cạnh, tính chạy sang giường con trai. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô làm cô bất giác giật mình. Mẹ chồng cô ngồi dậy. Cô đưa tay lên ngực mình trấn an mẹ. Mẹ, thằng Khang nó đang gọi con. Bà lặng thinh không nói gì, kéo tay cô. Tay bà nắm chặt đến nỗi cô kêu lên. Mẹ mau bỏ tay con ra, con phải sang với tụi trẻ. Mắt bà trừng lên. Ở yên đây cho mẹ. Cô nghe giọng bà bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Cô lắp bắp. Mẹ, có chuyện gì? Sao con sợ? Mẹ sao lại như vậy? Bên giường, hai đứa trẻ bỗng dưng im lặng. Cô hít một hơi thật dài rồi quay lại chỗ nằm. Cô lẩm bẩm. Thầy đã dặn là không được nghe, không được nhìn, cứ nhắm mắt lại ngủ. Tài điếc không nghe thấy chuyện gì xảy ra cả. Cô nằm im xuống cạnh mẹ chồng, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Một lúc sau cô bình tĩnh hơn thì bên giường hai đứa trẻ lại bắt đầu kêu gào. Một lần nữa cô lại bật dậy. Mẹ chồng cô cũng ngồi dậy ngay sau đó. Cô khẽ nói. Mẹ ơi, tụi trẻ cần con phải sang bên ấy. Mẹ chồng cô xuống đất nhưng lại dặn. Con ở yên đây, con nhớ lời thầy dặn chứ. Cứ nằm im đây cho mẹ. để mẹ sang xem hai đứa nó mơ mộng cái gì mà gào thét lên như vậy. Bà nói rồi nhanh chân đi ra bật điện rồi sang giường hai đứa cháu. Thằng Khanh vẫn ngủ ngon, nhưng thằng Khang thì đang giơ hai tay ôm lấy cổ, như có kẻ nào đó đang bóp lấy cổ thằng bé. Bà hốt hoảng lao tới, la vào người cháu. Khang ơi, dậy đi cháu ơi, cháu bị làm sao thế, mau tỉnh dậy cho bà. Khang vẫn nằm im giải dụ, hai chân thằng bé dãy đạp tung cả mạng. Bà kéo mạnh tay cu Khang ra rồi nói to, tỉnh dậy cho bà. Cu Khang bị bà nói to làm cho giật mình, hai mắt bỗng mở ra trợn ngược lên. Bà hốt hoảng đứng sững người lại. Khang, cháu làm sao vậy? Cháu đừng dọa bà, mau tỉnh lại cho bà. Bên giường kia, cô An lo lắng không ăn. Mấy lần cô tính chạy sang chỗ các con, nhưng nhớ lời thầy dặn nên cô lại ngồi im trên giường, không dám xuống đất. Cô ngồi ôm lấy gối, gục đầu xuống mà khóc. Giường bên kia, tiếng thằng Khang vẫn ú ớ thét gào. Một lúc sau, mọi chuyện trở lại bình thường. Cô không nghe thấy tiếng của con trai và tiếng của mẹ chồng nữa, mới thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô chờ mãi không thấy mẹ chồng cô về giường ngủ. Cô chắc mẩm, chắc bà nằm lại chỗ ngủ cùng thằng Khang. Chờ lâu, cô thấy sốt ruột nên rón rén bước xuống giường đi sang giường các con. Lạ kỳ, trên giường chỉ có hai đứa con của cô đang nằm ngủ say. Cô nhìn ra cửa, thấy vẫn khóa. Nghĩa là mẹ cô không hề ra khỏi nhà. Cô thắc mắc, bà đi đâu mà cô không thấy? Đột ngột, một bàn tay vỗ lên vai cô. Cô giật thót tim, từ từ quay lại. Mẹ chồng cô hỏi, còn sao thế? Sao lại ra ngoài này? Cô thở gấp như vừa bị ngạt. Còn không thấy mẹ về giường ngủ nên ra xem có phải mẹ ngủ với các cháu hay không. Mẹ chồng cô thắc mắc, sao mẹ lại ngủ với hai đứa? Mẹ vẫn ở trong phòng từ tối đến giờ, có đi ra ngoài đâu. Cô nghe mẹ chồng nói mà tái xanh cả mặt. Cảm giác hoảng loạn một lần nữa từ đầu ập xuống làm cô khó thở. Cổ họng cô như có ai đó dùng sợi dây siết chặt. Cô hốt hoảng lấy hai tay ôm lấy cổ mình, cố gắng kéo sợi dây ra để cho dễ thở. Miệng cô há ra hít lấy hơi, nước mắt cô trào ra, miệng không có sức để kêu cứu. Sợi dây đột ngột được thả lỏng khi cô bắt gặp đôi mắt mẹ chồng bỗng dưng sáng lóe lên rồi chuyển sang màu đỏ rực. Cô hoảng sợ lùi lại phía sau lắp bắp, Mẹ, bà là ai? Mẹ chồng cô bỗng cười khằng khặc, tay với ra túm lấy người cô. Một cảm giác lạnh lẽo truyền sang người làm cô run rẩy. Mẹ chồng cô trợn mắt cất tiếng nói, đi khỏi đây, càng sớm càng tốt. Người cô rung lên, mắt cô mờ dần đi rồi ngã gục xuống đất. Sáng hôm sau, cô nghe tiếng trẻ con gọi giục nhau, đánh răng mới giật mình tỉnh dậy. Cô đưa tay sờ lên cổ, lên mặt rồi bật dậy. Trời đã sáng, cô đã ngủ một giấc dài và có một giấc mơ rất kinh hoàng. Cô thở dài, mình lại nằm mơ nữa rồi, sao giấc mơ càng ngày càng khủng khiếp thế này. Cô đi ra ngoài rồi hỏi mẹ chồng, sao mẹ không gọi con dậy, con mệt nên ngủ quên mất. Mẹ chồng cô đáp, con mệt á thì cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đi, đêm qua con vất vả rồi. Cô giật mình quay lại, đêm qua con làm sao hả mẹ, sao con không nhớ gì cả. Cô Khang kéo tay mẹ, đêm qua mẹ chạy sang giường con làm gì rồi ngất lịm ở đó. Cô An nghe cô Khang nói vậy sực nhớ lại giấc mơ đêm qua. Chuyện là thế nào, không phải mẹ vẫn ngủ trên giường à? Cô Khanh cười, là bà với tụi con khiêng mẹ về giường đấy, mẹ nằm dưới đất. Cô An thắc mắc, mẹ, sao con lại nằm dưới đất? Chuyện gì đã xảy ra? Sao con không nhớ chuyện gì cả? Không phải con nằm mơ sao? Mẹ chồng cô vẫn cắm cúi quét sân. Cô vẫn mang một bụng thắc mắc chuyện đêm qua, không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là mơ. Cô nhìn mẹ chồng, bà đột ngột liếc mắt sang nhìn cô. Cô chột dạ hoảng loạn lùi về phía sau. Ánh mắt ấy, nét mặt ấy không khác gì của mẹ chồng cô trong đêm hôm qua. Con chào bà con đi học, con chào mẹ con đi học. Tiếng hai đứa con cô chào bà và mẹ. Cô vẫn ngây người vì ánh mắt của mẹ chồng cô ban nãy. Bà vẫn cắm cúi vừa quét sân vừa đáp lại, hai cháu đi học ngoan nha. Cô sực tỉnh dậy, quay lại dặn các con đi học cẩn thận rồi bước nhanh chân lên nhà. Cô nhìn lên ban thờ chú Nam vẫn nghi ngút khói, chắp tay khấn: Anh Nam ơi, anh sống khôn thác thiên, anh phù hộ cho cả nhà bình an nha anh, em thấy bất an lắm. Còn không đi chợ sao? Tiếng mẹ chồng vang lên sau lưng làm cô giật mình hét lên. Mẹ chồng cô cũng giật mình nhìn theo. Còn sao vậy? Sao con lại hét lên như vậy? Cô lấy tay vỗ lên ngực. Con giật mình mẹ ạ. Con mong mau chóng đến ngày thầy về cúng cho nhà mình. Con muốn nói chuyện với anh Nam, càng ngày con càng thấy không an tâm. Một tuần rồi cũng qua đi nhanh chóng. Cô nghe lời thầy dặn, không còn chạy sang giường các con vào ban đêm nữa. Cô thậm chí phải mua thuốc an thần về uống để ngủ được ngon giấc hơn. Thi thoảng cô có nghe thấy tiếng gọi vào ban đêm, nhưng cô không lên tiếng trả lời. Tuyệt nhiên cô không thấy cảnh tượng kỳ lạ như đêm hôm ấy nữa. Sáng nay cô chở mẹ chồng đi sắm lễ theo yêu cầu của thầy. Hai mẹ con về đến nhà thì thầy cũng vừa tới. Mẹ chồng cô đon đả: Quý quá cho gia đình tôi thấy thầy hẹn chiều nên nghĩ chiều thầy mới qua. Thầy nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi thở dài: Sao ngôi nhà này oán khí nặng nề quá. Cô An: Như vậy là sao hả thầy? Sao lại có oán khí như vậy chứ? Chồng con là treo cổ tự vẫn. Nói như thầy, không lẽ anh ấy có oan khuất gì hay sao? Thầy giơ tay lên lẩm nhẩm một hồi rồi thở dài: Là oan khuất quá lớn nên oán khí mới nặng thế này. Cả nhà chú Bắc, chú Đồng và cậu Tiến hôm nay cũng sang từ sớm giúp đỡ cô An sắp lễ. Ai nấy nghe thầy nói đều thất kinh. Mẹ chồng cô An nhíu mày: Con trai tôi là bị oan hay sao hả thầy? Chuyện này sao có thể chứ? Thầy gật gù: Tôi mặc dù không biết chính xác là chuyện gì, nhưng chỉ cần làm lễ gọi dòng lên, chúng ta sẽ biết mọi chuyện thôi. Mọi thứ chuẩn bị xong, thầy bắt tay vào làm lễ. Thầy vừa châm bó hương lên thì bát hương của chú Nam đột ngột bốc cháy nghi ngút. Cậu Tiến hốt hoảng: Bát hương bốc cháy rồi, không biết là có chuyện gì mà bát hương ít chân hương như vậy lại cháy được cơ chứ? Cô An mặt mũi tái đi: Thầy ơi, thầy xem giúp đây có phải là điềm báo xấu gì không ạ? Sao đang yên đang lành bát hương lại bốc cháy vậy thầy? Thầy trấn an: Không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng. Chú Đồng, chú Bắc mau chóng dọn dẹp lại bát hương trên bàn thờ chú Nam. Lửa bốc lên làm khói ám sang đen luôn một góc di ảnh của chú Nam. Cô An lấy chiếc khăn tay sạch lau dội tấm di ảnh. Đột nhiên cô thấy rùng mình. Cô quay lại thấy mẹ chồng đang đứng ngay cạnh, khóe môi bà hơi nhếch lên tựa như đang cười. Vong oán phần 5, tác giả Phú Dương. Cô An nhíu mày toan gọi thầy cúng thì bất giác mắt mẹ chồng cô trợn lên hung dữ nhìn cô. Cô hoảng sợ đánh rơi tấm di ảnh xuống đất. Khung ảnh phở tan tành. Mọi người chạy vội tới chỗ cô An. Cô luống cuống cúi xuống nhặt tấm ảnh lẫn trong đống mảnh kính phở. Cậu Tiến hốt hoảng: Chị An, chị làm sao thế? Chị mau đi ra để em nhặt cho, tại chị thế kia chảy máu bây giờ. Cô An dường như không nghe thấy lời cậu Tiến nói, vẫn đưa tay vào đống kính phở nhặt lấy tấm ảnh của chồng. Mảnh kính sắc bén cứ vào tay cô đau điếng. Cô rụt tay lại khi thấy máu rơi xuống tấm ảnh của chú Nam. Cậu Tiến kéo chị gái ra rồi lấy chiếc khăn tay lót vào tay, cúi xuống nhặt tấm hình thờ của anh rể, miệng trách chị gái: Chị bị sao thế? Đống kính này mà chị dám cho tay vào nhặt lên hay sao? Cô An như người mất hồn, len lén nhìn sang phía mẹ chồng. Cô thấy bà đang cười. Quá sợ hãi, cô chỉ tay về phía bà và thốt lên: Mẹ, mẹ làm sao thế? Không phải, bà là ai? Mọi người nghe thấy cô An hô lên, thắc mắc nhìn về phía bà: Là mẹ mà chị An, chị làm sao thế? Cô An nín thở, nhắm mắt lại. Hình ảnh quái dị trong giấc mơ bỗng dưng hiện về nhanh chóng. Cô đứng hẳn ra phía sau chú Đồng lắp bắp: Không, đó không phải là mẹ. Mẹ bị làm sao ấy? Cô nói nhỏ hơn một chút: Mẹ hình như bị ma nhập. Mẹ chồng cô lúc ấy mới lên tiếng: Còn An chắc lo lắng quá nên nó năng lung tung mất rồi. Bà quay sang phía thầy cúng: Thầy xem làm lễ nhanh nhanh giúp gia đình chúng tôi với. Con An cứ thế này tôi chỉ sợ con bé điên mất thôi. Cậu Tiến lau vết máu dính trên tấm ảnh của anh, thở dài: Vợ mất ảnh của anh Nam thế này, không biết có điểm gì không nữa. Sao nhà mình tự dưng toàn chuyện gì không biết. Cô An cúi gằm mặt, thi thoảng liếc sang nhìn mẹ chồng. Thật kỳ lạ, bà lại trở về với khuôn mặt phúc hậu và hiền từ vốn có. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có điều cô chắc chắn mẹ chồng cô không bình thường. Cậu Tiến chạy đi làm lại khung ảnh cho anh rể. Mọi người tiếp tục dọn dẹp, chuẩn bị lại cho lễ cúng. Cô An thì thầm với thầy cúng. Thầy ơi, mẹ chồng con lạ lắm. Từ cái đêm con với mẹ ở nhà thầy về, mẹ con rất lạ. Con hay thấy bà lúc thì thẫn thờ, lúc lại mỉm cười một mình. Đặc biệt mắt của bà hay trợn lên rất giận dữ. Thầy nhìn cô An rồi lại nhìn sang phía mẹ chồng cô. Nhưng tôi không thấy bà ấy có điều gì lạ cả. Nếu đúng là bà ấy bị ma nhập, tôi sẽ phát hiện ra ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Cô An phân trần. Con biết thầy có khả năng đặc biệt, nhưng thật sự con thấy ánh mắt của mẹ con rất khác thường. Lúc nãy bà trợn mắt nhìn con nên con sợ hãi đánh rơi ảnh thờ, chứ bình thường con không hậu đậu như vậy. Con nhờ thầy dùng mắt âm dương nhìn lại xem có phải mẹ con đang bị vong hồn ám theo hay không ạ? Chú Bắc vừa hay đi tới, nghe được cô An nói sững người. Cô An thấy vậy lo chú hiểu sai nên vội giải thích. Chú Bắc, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ lo lắng cho mẹ thôi. Chú Bắc đứng gần hơn một chút nói nhỏ. Thầy ơi, chị An nói đúng đó, ánh mắt mẹ con rất lạ. Chính con cũng thấy mẹ con nhếch mép cười và trừng mắt nhìn chị An ban nãy. Chẳng qua con tưởng mình bị qua mắt nhìn nhầm. Giờ nghe chị An nói, con có thể khẳng định chắc chắn những gì con nhìn thấy là sự thật. Tiếng thằng Mít khóc ré lên, làm tất cả mọi người giật mình. Chú Bắc vội chạy ra ôm lấy thằng bé. Còn sao thế? Còn đau ở đâu? Mít lắp bắp. Sợ, con sợ. Chú Bắc nhìn một lượt xung quanh. Ai dọa con? Con sợ cái gì? Má, con sợ. Thầy vội vã. Cháu thấy gì? Cháu mau kể cho mọi người nghe đi. Ông cho cháu ăn kẹo. Thằng bé sợ hãi ôm lấy cổ bố khóc thút thít. Mà trên mái nhà con thấy mắt nó màu đỏ, con sợ. Chú Đông từ giường đi vào cười cười. Mà đâu ra mà sợ, mẹ vừa lên mái nhà bếp mà. Thằng bé chắc nhìn thấy bà mà giật mình đấy. Tất cả mọi người quay ra nhìn nhau. Chú Bắc thắc mắc. Sao mẹ lại lên mái nhà làm gì? Chú Đông, tôi sao mà biết. Tôi ở giường nhìn thấy mẹ đứng trên mái chỗ cây mít ấy. Chắc mẹ nhớ anh Nam nên trèo lên ấy nhìn xuống chỗ anh ấy tự tử. Thầy giơ tay lên bấm bấm một hồi, lắc đầu. Kỳ lạ. Cô An lo lắng. Có phải thầy phát hiện ra chuyện gì không hay không ạ? Thầy lắc đầu. Không có, nhưng mọi người yên tâm đi. Cái dòng này không làm khó tôi được đâu. Trước tôi còn trấn được cả ngạo quỷ, chứ dòng hồn người mới mất thế này dễ thôi. Cô An, vậy ý thầy nói rằng dòng anh Nam chồng con về nhà quấy rối thời gian qua hay sao? Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Chú Bắc bế cô Mít đi một vòng dỗ thằng bé nín. Vô tình chú nhìn thấy mẹ mình đứng ngay góc tường, đầu bà cúi gục xuống tự như đang ngủ gật. Chú gọi to. Mẹ ơi! Bà từ từ ngẩng đầu lên, quay sang nhìn về phía hai bố con. Cô Mít quay lại nhìn bà rồi khóc thét lên. Chú Bắc dỗ con. Sao thế? Là bà nội mà, sao con khóc? Thằng bé không nói gì, chỉ ôm cổ bố gắt gao rồi nhắm mắt gào khóc. Bà lại gần hỏi. Thằng Mít, sao vậy con? Chú Bắc ôm Mít hơi lùi lại phía sau. Chắc cháu bị bệnh nên quấy mẹ à? Bà giơ tay về phía chú. Để mẹ trông thằng bé cho. Con mau vào chuẩn bị với thầy làm lễ cho sớm đi. Chú Bắc sợ thằng bé lại sợ hãi nên đáp. Con bế cháu một lúc mẹ à. Nó khóc thế này bà cũng không giữ được đâu. Bà giận. Mau đưa nó cho mẹ. Có phải mẹ chưa trông trẻ con bao giờ mà lo. Mẹ giữ thằng Mít từ lúc sinh ra tới tận bây giờ. Mít, mau sang bà bế cho, bố còn làm. Lạ thay, thằng Mít vội vàng buông cổ bố quay lại theo bà nội. Nó không khóc nữa và đòi bà bế. Chú Bắc thấy con không sợ lại đòi bà nên đưa Mít cho bà. Bà đón thằng Mít trên tay, vừa bế vừa mắng yêu. Cha bố nhà anh chứ, tôi bế ẵm anh từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ. Anh không theo tôi thì còn theo ai? Thằng Mít ôm cổ bà hỏi tỉnh bơ. Ai đứng với bà trên kia thế? Cháu sợ. Bà nhìn theo tay cô Mít chỉ lên mái nhà lắc đầu. ma quỷ đâu ra mà cháu sợ. Chú bác hỏi, mẹ lên mái nhà làm gì mà thằng Mít nó thấy vậy? Bà Hiền tự đáp, mẹ lên ấy gọi thằng Nam, mẹ khấn nó về ứng vào người nhà, xem có oan khuất gì thì nói cho mọi người biết, còn biết đường giúp, chứ cứ thế này con An nó điên mất. Khổ thân con bé, chồng mất sớm, con thì còn bé, mẹ thương con An lắm. Chú Bắc thở phào, dân chúng con cũng thương chị An và các cháu, mong sao thầy làm lễ sẽ giải quyết được mọi chuyện. Hay mẹ bế cháu vào nhà đi, chứ ngoài này nắng lắm, thằng bé mới ốm vậy. Bà gật đầu rồi bế thằng Mít đi thẳng vào nhà. Thầy bắt đầu làm lễ lại, mọi người ngồi chung trong chiếc chiếu theo thầy cúng. Thầy cúng liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đưa đồ mã cho cậu Tiến hóa. Thầy nghỉ ngơi một chút để chờ hóa mã xong sẽ làm lễ gọi dòng. Mọi người đang chăm chú nghe thầy nói chuyện thì tiếng cu Mít lại khóc ré lên. Chú Đồng đứng dậy bế Mít. Sao vậy Mít? Cháu đau ở đâu? Mít chỉ tay về phía thầy. Ma, có ma. Chú Đồng cười nói, ma ở đâu? Bác bế Mít ra giường chơi nhé. Thằng Mít cúi gằm mặt xuống không đáp. Chú nhấc bổng Mít lên, đặt lên cổ, kiệu ra góc sân đứng nhìn ra giường chuối. Mít ôm đầu chú Đông. Cháu thấy ma trong nhà. Chú Triều, thế con ma nó ra làm sao mà cháu sợ? Cháu kể xem, rồi lát bác bắt rối con ma lại, đánh nó một trận nhé. Mít đáp, từ lúc cháu thấy đứng với bà, rồi cháu thấy đứng ở chỗ bác An, nó to lắm, cái mắt nó như cái bóng đèn vậy. Chú Đồng phá lên cười, con ma to bằng bác không? Mắt nó màu gì? Mít đáp, con ma to như bác vậy, mắt nó sáng như cái đèn soi ếch. Bác không sợ thật à? Thật, nó dám đến đây bác bắt trói nó lại, nhốt vào trong kho, không cho nó ăn, bỏ đói nó, cho nó khóc hù hù như Mít vậy. Tiếng Mít cười khanh khách, tay Mít túm tóc chú Đồng giật liên hồi, chú bị đau kêu lên. Mít, đừng giật tóc thế, bác đau. Mít gấp cái chân siết chặt cổ chú, hai tay Mít túm tóc chú giật ngược ra sau, khiến đầu chú Đồng bị kéo ngửa lên trời. Chú bị ngạc kêu, cháu thả chân ra, bác không thở được. Hai cái chân của Mít càng quắp mạnh, siết chặt lấy cổ của chú Đồng. Chú há miệng lấy hơi, một tay chú bỏ khỏi lưng Mít đưa xuống, kéo chân Mít nới lỏng khỏi cổ. Chân Mít mềm nhũn khiến chú rùng mình. Chú liếc mắt, ngước lên, nhìn thấy Mít vẫn đang cười khằng khặc. Mắt thằng bé sáng rực quái dị. Tim chú đập loạn xạ, mắt chú trợn lên vì sợ hãi. Bên tai chú vang lên câu thì thầm. Đi khỏi đây, càng sớm càng tốt. Bác đưa thằng Mít em bế cho, bác vào nhà đi, thầy đang làm lễ gọi dông. Tiếng của thím Bắc vang lên ngay cạnh, làm chú Đông choàng tỉnh lại. Cô Mít cúi sát mặt xuống trán chú và nói, bác cho cháu xuống, mẹ bế cho. Chú nhanh nhẹn nhấc Mít khỏi cổ mình, xốc nách bế thẳng vào trong nhà. Thầy ơi, thằng Mít bị ma nhập. Mọi người trong nhà hốt hoảng quay lại phía chú Đông. Thím Bắc vội vã chạy theo. Bác nói cái gì vậy? Sao con em lại bị ma nhập? Thằng Mít khóc ngoằn ngoại. Bác mai cho cháu xuống, cháu muốn mẹ. Chú Đồng gắt gỏng. Tao xem mày mồm ngang mũi dọc thế nào mà ban ngày ban mặt về đây bắt nạt mọi người. Chú thả Mít xuống giữa chiếu ngay trước mặt thầy. Thầy xem hỏi con ma là ai mà đến đứa trẻ cũng không tha. Mít dãy dụ khóc lóc đòi mẹ, nhưng chú Đồng gắt gao giữ thằng bé ngồi giữa cái miếu. Nó vừa dùng chân siết cổ tôi nhìn rõ miệng nó cười khanh khách, nhưng mắt nó trợn lên sáng rực. Tôi không qua mắt đâu, nó còn thì thầm vào tai tôi đe dọa. Đi khỏi đây càng sớm càng tốt nữa. Cô An ngồi thất thần. Đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Câu này tôi cũng nghe thấy, nhưng tôi nghĩ đó là nằm mơ. Cô nhìn về phía mẹ chồng. Hôm ấy tôi nhớ mẹ nói với tôi cũng chính là câu nói ấy. Vậy chắc chắn không phải tôi nằm mơ rồi. Mẹ chồng cô An hốt hoảng. Thầy ơi, thầy mau tìm cách đi. Sao dòng lại nhập thằng Mít chứ? Nó mới 4 tuổi thôi mà. Thầy trừng mắt hỏi. Dòng kia, mau khai tên tuổi. Tại sao lại dám theo gia chủ? Mít khóc lóc gọi mẹ. Mẹ ơi, bế con sợ. Thầy lấy lá bùa trong túi giơ trước mặt Mít. Mít đưa tay túm lấy xé làm đôi gào lên. Ông mau tránh ra, cháu không chơi với ông, cháu muốn mẹ. Chú Bắc vội ngồi cạnh Mít. Mít ôm lấy tay bố. Bố ơi, con muốn mẹ, con không ở đây đâu. Thầy chép miệng, nó thoát ra rồi, mọi người đưa thằng bé ra ngoài dỗ cháu nín đi. Cô An lo lắng, thầy ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ, còn mong thầy giúp chúng con với. Thầy gật đầu, cứ bình tĩnh, có tôi ở đây, tôi không cho phép vong hồn quấy phá gia đình mình đâu. Thầy nói rồi lẳng lặng rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, thầy đưa lên trước mặt lẩm nhẩm một hồi. Chiếc hộp trên tay thầy bất giác rung lên, thầy dán lá bùa lên trên hộp, lá bùa bay phất phơ theo chiều gió quạt rồi đột ngột bị rách toạc. Thầy quắc mắt, giỏi lắm, dám phá cả ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thầy hỏi dứt câu, mắt thầy bỗng trợn lên, miệng thầy há hốc lên vẻ ngạc nhiên sửng sốt, làm tất thảy đều bàng hoàng. Chiếc hộp trên tay thầy rơi xuống đất, thầy đột ngột dựa lưng ra phía sau thở dài. Oan oan tương báo, sao ngươi lại như thế? Ngươi có biết dưới ngươi còn vợ trẻ còn thơ, trên ngươi còn mẹ già, ta không cho phép ngươi làm loạn ở đây. Thầy nói rồi rút trong túi ra một con dao nhỏ, con dao chắc do thầy trì trú từ trước nên con dao vừa đưa ra trước mặt thầy. Thầy ngồi bật dậy đành thép, mau hiện hình nói chuyện cho rõ ràng, nếu không ta dùng con dao này đánh ngươi hồn phách tiêu tán. Mẹ chồng cô An đột ngột cười phá lên, ngu ngốc, đi khỏi đây, càng sớm càng tốt. Thầy chỉ con dao về phía bà mà rằng, ngươi trốn hết trong thân xác người này đến người khác mà tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Nói xong, thầy cầm con dao đâm thẳng về phía bà, làm mọi người hốt hoảng. Chú Bắc đẩy mạnh mẹ ra hét lên, thầy bị điên rồi, thầy có thể giết chết mẹ tôi đấy. Cô An quỳ rạp người ngay trước mặt mẹ chồng mà lại, anh Nam ơi, có phải anh về thì làm ơn nói chuyện với mọi người, anh có oan tình gì thì lên miệng nói để cho em với mẹ còn biết, anh cứ thế này em sợ lắm. Mẹ chồng cô ngẩng mặt nhìn cô mà rằng, đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Vong oán phần 6, tác giả Phú Dương. Cái vòng ấy vẫn lặp lại một câu nói duy nhất khiến ai nấy đều không khỏi thắc mắc. Nhiều câu hỏi được đặt ra ngay sau đó. Anh có đúng là anh Nam hay không? Anh có oan tình thật sự hay sao? Tại sao anh lại dọa mọi người? Tại sao phải đi khỏi đây? Phong nhếch mép cười rồi từ từ trả lời lần lượt từng câu. Phải, đúng, không dọa. Cô An sững sờ. Nhưng đây là nhà của chúng ta, em không muốn đi đâu hết. Phong, đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô An, tại sao em cần có một lý do? Vong, vì gia đình, vì các con. Cô An òa lên khóc. Anh ơi, em biết anh là người chồng tốt, anh luôn thương em và các con. Tại sao anh lại dại dột như thế? Anh có oan tình gì, anh kể cho em và mọi người biết, mọi người sẽ lấy lại công bằng cho anh. Vong ngửa cổ lên trời. Muộn rồi, muộn mất rồi, đi đi, đừng ở đây nữa. Cậu Tiến, anh nói vậy mà nghe được hay sao? Anh có biết chị An vì cái chết của anh mà sống như chết bao ngày tháng qua. Anh ích kỷ vì nghĩ đến bản thân anh mà không quan tâm chị ấy sống ra sao. Phong quắc mắt nhìn cậu Tiến chậm rãi. Tôi thế nào, không lẽ mọi người không biết? Cậu Tiến, biết mặt không biết lòng. Bình thường anh thương yêu gia đình là thế, vậy tại sao lại dại dột treo cổ tự tử để vợ mất chồng, con mất cha? Phong, tôi muốn thế sao? Chú Đông, anh Nam, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, em muốn biết lý do tại sao anh lại làm như thế. Thực ra anh có chuyện gì giấu giếm trong lòng thì bây giờ anh cứ nói ra đi, chúng em sẽ giúp anh. Vòng, không cần, mọi người đi đi. Chú Bắc, anh Nam à, anh có thấy cả nhà này vì anh mà đau khổ thế nào hay không? Giờ anh đi rồi, nếu thực sự anh có tâm sự thì cứ nói ra cho nhẹ lòng. Chứ đêm anh cứ về dọa nạt chị An như vậy thì chị ấy phải sống làm sao? Dòng, đi khỏi đây, tôi muốn đi khỏi đây. Cô An khóc lóc. Anh muốn đi đâu? Được, nếu đó là tâm nguyện của anh thì em sẽ thực hiện cho anh vừa lòng. Anh muốn đi đến đâu em đưa anh đi đến đó. Dòng khẽ gật đầu. Vậy đi thôi, càng sớm càng tốt. Dòng quay sang nhìn thầy, ánh mắt trở nên hung dữ. Thầy muốn thu phục tôi sao? Nếu tôi không tự nguyện thì sức thầy không đủ. Tôi cảm ơn thầy đã gắng giúp gia đình. nhưng tôi vốn không muốn hại mọi người, thầy phí tâm sức rồi. Thầy đáp, nếu dòng không muốn hại mọi người thì theo ta tu luyện, ta sẽ giúp dòng sớm ngày siêu thoát, đầu thai kiếp khác. Dòng cười, ta muốn đi với gia đình, khi nào cần ta khắc tìm thầy nhờ vả, còn giờ ta nghĩ thầy có thể về được rồi. Cô An, anh ơi, còn chuyện gì anh giấu em và mọi người phải không? Tại sao anh nỡ bỏ em mà đi như vậy? Dông nhìn cô An ánh mắt bi thương. Đi đi, cả nhà chúng ta đi nơi khác, khi nào thích hợp anh sẽ báo mộng cho em biết tất cả mọi chuyện. Cô An, nhưng em biết đi đâu bây giờ? Dông, cứ đi, ắt sẽ tìm được nơi cần đến, anh sẽ theo mẹ con em từng bước. Cậu Tiến, anh bắt dễ đi đâu? Một thân một mình với hai đứa trẻ thì làm gì? Lấy gì mà nuôi được con chứ? Xảy nhà ra thất nghiệp, anh không phải không biết điều đó. Chú Bắc, cậu Tiến nói phải đấy anh à. Chị An giờ còn ai nương tựa nữa đâu, anh thì mất rồi, ở đây còn có mẹ với chúng em, qua lại có gì khó khăn còn giúp đỡ. Dòng trừng mắt, không được, đi là đi. Cô An, được, anh muốn thế, em chịu lòng anh. Rào, một chậu nước hất thẳng vào người mẹ chồng cô An. Bà ôm đầu gào lên, á, mắt của tôi. Tất thảy đều bàng hoàng quay sang nhìn thầy cúng. Người thầy gồng lên, mặt mũi đỏ căng. Ta nhất định phải đưa ngươi đi tu đạo, ngươi không đơn giản chỉ là cái dòng bình thường nữa rồi. Mọi người mau tránh ra để ta thu phục nó. Mẹ chồng cô ngã gục ra đất, mắt trợn lên rồi từ từ nhắm lại. Cô An lao tới ôm lấy bà. Mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi. Thầy nhanh chóng rút một bó hương châm lên quơ quơ xung quanh mọi người. Mẹ chồng cô An bất giác mở mắt, ánh mắt trừng trừng tức giận gầm gừ. Hừ, ông dám tạt nước làm phép thu phục ta sao? Đáng tiếc, ông không phải đối thủ của ta. Phong dùng dậy đẩy cô An ngã đập đầu vào chân bàn. Cô An choáng váng bưng đầu, cậu Tiến lao tới đỡ chị gái dậy. Máu chảy loàn xuống chiếc áo cô An. Thím Bắc lấy chiếc khăn bịt lại vết máu trên đầu cô An, kêu lên. Sao anh lại đẩy chị An? Nếu quả thực anh là anh Nam thì sẽ không bao giờ làm điều này. Cậu Tiến đỡ chị gái. Chị không sao chứ? Chị mau tránh ra đi. Cô An nước mắt lưng tròng. Dừng lại đi, tất cả dừng lại đi. Anh Nam, anh quậy đủ chưa? Anh đang trong thân thể của mẹ đó. Không lẽ anh muốn mẹ vì anh mà bị đau hay sao? Phía bên kia, mẹ chồng cô vẫn lao người vào đánh trả thầy cúng. Nắm hương trên tay thầy bốc cháy bùng bùng, mồ hôi thầy túa ra như tắm, mặt mũi thầy căng thẳng. Thầy ném bó hương đang cháy về phía vong. Mẹ chồng cô An bất giác rú lên rồi ngã gục xuống chiếu. Thầy rút sợi dây trong túi ra đưa cho chú Bắc. Mau, trói bà ấy lại, bà ấy không phải mẹ của các cậu. Chú Bắc và chú Đông nhanh chóng trói mẹ lại. Bà gầm gừ giãy giụa, mắt mũi trừng trừng giận dữ. Thả ta ra, mau thả ta ra, nhất định ta sẽ không để yên chuyện này, mau thả ta ra. Thầy rút lá bùa ra, lẩm nhẩm một hồi rồi đốt cháy ngay trước mặt dòng. Ta đã nói sẽ thu phục ngươi, ngươi có giả tâm, ta không thể để ngươi hại người khác. Dòng hét lên, ông im đi, ta là người lương thiện, ta không bao giờ hại người lương thiện. Thầy rút con dao ban nãy giơ ra, giờ ta cho ngươi chọn lựa. Một là từ bỏ giả tâm theo ta tu luyện, hai là ta buộc phải trừng phạt ngươi. Có điều làm cách này thân xác của mẹ ngươi sẽ chịu đau đớn. Ngươi nhìn xem, vì ngươi mà vợ ngươi ngã chảy máu đầu. Ngươi là kẻ lương thiện, cớ sao lại làm đau người thương yêu mình? Ta không cố ý là tại ông. Nếu ông không đánh lén ta thì ta không làm cô ấy bị ngã. Tất cả là tại ông hết. Ta chỉ phát tâm làm phúc, muốn người siêu thoát. Ta không muốn gây thù chuốc oán với ai. Oán khí của người quá nặng. Nếu người cứ chấp niệm rồi lún sâu vào thì không có đường lui. Người hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Vợ người trẻ như thế kia đã mất chồng, con người thơ dại mà mất bố, mẹ người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh, anh em của người mất đi người thân thiết, bọn họ đã đau khổ lắm rồi. Người sống ai nấy đều yêu thương, người mất ai cũng mong người vui vẻ siêu thoát, cứ sao phải chấp niệm. Nếu người có lối thoát thì không cần kết liễu đời mình bằng thòng lọng. Ngươi tự tìm cái chết rồi oán ai? Ngươi nói ta biết, ai làm gì ngươi để ngươi mang tầm ma oán khí? Ta tại sao lại mang oán ư? Ta làm sao? Tại sao lại như thế? Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, bản thân ngươi mới có câu trả lời. Cô An bấy giờ quỳ xuống trước mặt mẹ chồng. Em lại anh đi, em khổ lắm rồi. Anh nghe lời thầy đi anh, em lo lắm. Dòng ngước mắt lên nhìn vợ, ánh mắt bi thương. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi các con. Anh chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi. Anh chưa khi nào muốn hại em hay các con. Tại anh muốn em đi khỏi đây nên cố ý dạy dọa nạt em, chứ anh không muốn em đau khổ hay lo lắng. Cô An đưa tay lau giọt nước mắt vừa lăn trên má mẹ chồng. Em biết, em hiểu, anh thương gia đình mình thế nào, em đều hiểu, mọi người đều hiểu. Nhưng anh nghe lời thầy được không? Anh an nhiên, em cũng bớt đau lòng. Vì em, vì các con, vì mọi người, anh theo thầy được không? Dòng nhắm mắt. Được, anh sẽ vì em, vì mọi người. Anh tự nguyện theo thầy, từ bỏ tạp niệm, tu luyện để siêu sinh. Cô An ôm lấy mẹ chồng mà khóc. Mọi người đều mong như vậy. Khi nào anh cần gì cứ báo mộng cho em và các con. Em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Dòng gật đầu. Được, nhất định anh sẽ báo mộng cho em và các con. Chú Bắc, anh Nam, vậy thực ra ở đây còn Dòng khác không? Hay chỉ có mình anh? Dòng ma làm sao vào nhà mình được? Là anh. Chú Bắc, chuyện cây mít, tại sao lại thế? Phải do anh làm không? Dòng gật đầu. Là anh có lý do phải làm thế. Mọi người để đó đi, cây mít sẽ rất sai quả. Chú Đồng, nhưng còn có hai cành lại ở sau giường thì sao ra quả được anh? Dòng đáp. Mít gốc mới ngon chứ mít cành làm gì. Mọi người cứ để nguyên cho tôi. Đặc biệt phá cái bức tường ngăn ra giường sau, làm hàng rào thấp thôi, để mà còn hái mít chín. Thầy, vậy Dòng còn muốn dặn dò người nhà gì nữa không? Nếu không còn thì giờ hãy thoát ra, trả lại thân xác cho mẹ Dòng đi. Bà ấy già rồi, không chịu được âm khí lâu như vậy đâu. Dòng gật đầu, ánh mắt bi thương. Dân, tôi sẽ đi theo thầy tu luyện. Có điều mong thầy giúp cho. Thầy đáp. Được, Dòng nói đi, ta nhất định giúp nếu việc đó không hại ai. Xin thầy cho 4 lá bùa trấn ma, trấn ở dưới 4 góc giường. Thầy sửng sốt. Tại sao? Phòng bất trắc, trường hợp có dòng ma dại về quấy phá gia đình, tôi không ở đây không giúp vợ con tôi được. Thầy gật gù. Được rồi, ta giúp cậu, ta sẽ làm bùa trấn ma giúp cậu. Tất cả dòng ma không thuộc chân linh gia tiên sẽ không thể về đây quấy phá. Dòng mỉm cười mãn nguyện. Ta không còn chuyện gì nữa, ta đi đây, mọi người ở lại mạnh khỏe. Dòng quay lại phía chú Đông, Bắc và cậu Tiến. Cảm ơn các chú và cậu đã luôn ở bên lo lắng cho gia đình tôi. Tôi phải đi rồi, sau này sẽ không gặp lại mọi người nữa. Thầy gật gù. Dòng làm vậy rất phải đạo, ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Dòng khẽ mỉm cười rồi xuất ra. Thầy đưa một xấp tiền vàng cho chú Bắc. Mau hóa đi, cầm ra hẳn ngoài ngõ mới được hóa. Cô An gục xuống đất. Chú Đồng nhanh chóng gỡ dây trói cho mẹ. Bà vẫn nằm bất tỉnh. Thầy lấy một cốc nước sắp vào chiếc khăn tay đưa cho cô An, lau mặt cho bà. Cô An vừa lau vừa gọi. Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi, mọi chuyện xong cả rồi. Mẹ chồng cô từ từ mở mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ đau đầu quá. Cô An, anh Nam vừa nhập hồn vào mẹ, anh ấy đi rồi mẹ à. Bà vội vàng hỏi. Nó làm sao? Nó có nói sao nó treo cổ tự tử không con? Cô An lắc đầu. Bà nhìn lên đầu cô thấy vết máu. Con làm sao vậy? Sao con lại chảy máu đầu? Chú Đông đỡ bà dậy. Mẹ cứ bình tĩnh rồi chúng con kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Chú Đông và chú Bắc thay nhau kể lại diễn biến sự việc cho mẹ nghe. Bà ngồi nghe đến thẫn thờ cả người. Mắt bà rưng rưng. Khổ thân con tôi. Vậy là nó vẫn không nói lý do tại sao nó dại dột kết liễu đời mình hay sao? Rốt cuộc là vợ hiền con ngoan như thế, sao nó lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Nam ơi là Nam, con đúng là đứa con không ra gì mà. Cô An an ủi, mẹ ơi, anh Nam đi rồi, mẹ bớt đau thương để anh ấy yên tâm tu luyện rồi đầu thai làm người. Anh ấy đồng ý theo lời thầy rồi mẹ. Bà gật đầu với thầy, thật quý hóa cho gia đình tôi, may mắn được gặp thầy phát tâm làm phúc. Chúng tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Thầy cười hiền, tôi là làm phúc cho đời thôi bà. Dương sao thì âm vậy, vong hồn cũng như người dương, cũng có vui, có buồn, oán hận. Tôi muốn giúp đỡ mọi người, cũng là giúp đỡ vong hồn sớm ngày đầu thai làm người. Thầy nói rồi rút trong túi ra 4 mẩu giấy đỏ. Thầy lấy bút màu xanh, đỏ, vẽ những đường ngang dọc lên mấy mẩu giấy rồi gấp lại thành các hình tam giác. Thầy thắp 3 nén hương, lẩm nhẩm một hồi rồi cầm 4 lá bùa tự tay chôn xuống 4 góc giường, thực hiện lời hứa với vong hồn chú Nam. Sau khi thầy làm lễ và trấn bùa, gia đình cô An trở lại bình thường. Cô không còn thấy những cảnh tượng quái dị xảy ra ở trong nhà nữa. Cây mít vẫn giữ nguyên. Cô An xới đất quanh gốc mít, trồng lá lốt và mấy cây rau thơm. Bức tường ngăn giường sau phá bớt đi để thành bờ bao nửa mét như lời dặn của chú Nam. Thời gian trôi đi, mọi người cũng bớt đau thương. Thấm thoát cũng đến lễ cúng 100 ngày cho chú Nam. Hôm ấy, cả nhà tập trung đông đủ. Nhà cô An thuê hẳn rạp che với cả chục bộ bàn ghế về làm lễ cúng, rồi mời hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng tới dự. Thầy cúng từ sáng tới trưa, nhưng mọi người tụ tập chơi tới tối. Gia đình chú Bắc, chú Đông và cậu Tiến ở lại tận khuya mới về. Khi mọi người về hết, cô An mới khóa cửa đi ngủ. Hai đứa con cô cũng chưa chịu lên giường. Cô giục các con, khuya lắm rồi, hai đứa đi ngủ sớm, mai còn đi học. Thằng Khanh bất chợt kéo tay thằng Khang, lắp bắp chỉ ra vườn chuối. Cái gì bay ở giường kìa? Khang quay lại nheo nheo nhìn qua ô cửa, thấy một cái bóng trắng lơ lửng giữa giường. Cậu kêu lên, ma, ngoài giường có ma. Vong oán phần 7, tác giả Hà Dương. Thằng Khanh bất chợt kéo tay thằng Khang, lắp bắp chỉ ra giường chuối. Cái gì bay ở giường kìa? Khang quay lại nheo nheo nhìn qua ô cửa kính, thấy một cái bóng trắng lơ lửng giữa giường. Cậu kêu lên, ma, ngoài giường có ma. Cô An nghe con hét cũng vội vã chạy lại. Quả nhiên cái bóng lơ lửng ấy cứ lượn đi lượn lại quanh cây chuối, làm cô cũng giật mình. Cô lắp bắp, có chuyện gì, sao lại thế này? Thằng Khang ôm lấy tay mẹ, mẹ ơi có ma, con sợ lắm. Cô kéo lấy hai đứa con, các con bình tĩnh, không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đó là ảo giác thôi, tất cả là ảo giác, nó sẽ biến mất ngay mà. Cô vào ban thờ của chồng, thắp nén hương mà khấn. Anh Nam, anh sống khôn thác thiên, anh có thiếu thốn cái gì thì anh về báo mộng cho em biết, chứ anh đừng dọa các con còn nhỏ dại. Anh làm như vậy các con sẽ sợ. Em xin anh đã hứa theo thầy tu luyện, sớm ngày đầu thai kiếp khác rồi. Anh cứ lưu luyến thế này thì bao giờ mới dứt? Anh bảo em phải sống làm sao đây? Thằng Khanh len lén mắt nhìn ra phía giường, nó vội kêu lên, không thấy nữa mẹ ơi, cái bóng ấy biến mất rồi. Cô An thở phào, trong thâm tâm cô cứ nghĩ chắc chắn đó là vong hồn của chú Nam vẫn lưu luyến gia đình nên tìm về. Cô nhắc các con đi ngủ cho sớm. Thằng Khanh vẫn chưa hết sợ nên cứ bám lấy tay mẹ kéo. Mẹ, con sợ, mẹ cho con ngủ với mẹ được không? Cô An lên giường nằm ngủ chung với các con. Ba mẹ con phải trằn trọc lâu lắm mới chìm vào giấc ngủ. Mình ơi, mình, anh về rồi mình ơi. Tiếng gọi khe khẽ làm cô tỉnh dậy. Cô bất giác rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên khắp căn nhà. Không gian vẫn im lặng như tờ. Cô cố gắng lắng tai nghe, nhưng đáp lại chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường vọng lại. Cô hơi nhíu mày, điện trong phòng vụt tắt làm cô giật mình. Cả căn phòng bỗng chìm vào một màu đen dày đặc. Cô cố gắng lắc đầu, xua đi cảm giác sợ hãi đang bao gọn lấy cô trong màn đêm im ắng đến đáng sợ. Cô tự đưa tay lên ngực, vỗ nhẹ, trấn an tinh thần của mình, rồi nằm xuống cạnh các con. Tuy nhiên, vừa nhắm mắt lại thì tiếng nói lại khe khẽ vang lên. Mình, là anh đây, anh về với mình đây. Lần này tiếng nói rõ ràng rành rọt từng tiếng lọt vào tai. Cô mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tiếng nói ấy khi gần khi xa lại một lần nữa vang lại bên tai. Mình dậy đi, anh về nhà với ba mẹ con đây. Cô bật lên thành tiếng. Ai? Là ai vậy? Tiếng nói bỗng nhiên thì thầm bên tai. Là anh, chồng mình đây. Cô nuốt nước bọt đánh ực, liếc dần con mắt sang bên cạnh. Ánh sáng lờ mờ ngoài trời hắt vào phòng, qua khung cửa sổ đổ cho cô nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ rực đang chằm chằm nhìn vào cô, khiến cô sợ hãi. Cô hét lên. Á! Cút đi, mau cút đi! Cái đầu lắc lắc kêu lên răng rắc. Sao mình lại đuổi anh là chồng mình mà. Chúng ta mau về phòng đi, anh có nhiều chuyện muốn tâm sự với em. Cô lắc đầu ú ớ. Không, chồng tôi chết rồi, không phải, chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi. Khuôn mặt ấy đột ngột biến mất. Tiếng cười bỗng vang lên từ nơi xa xăm nào đó, khiến cô khẽ rùng mình. Cô nắm lấy tay thằng Khang nằm ngay cạnh, một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay chạy thẳng lên não, khiến cô căng thẳng. Chuyện gì? Là chuyện gì nữa? Sao tay thằng Khang lại lạnh như băng thế này? Cô buông dội tay con trai ra thì bị một bàn tay khác giữ lại. Bàn tay này bóp mạnh khiến tay cô đau. Cảm giác đau đớn xen lẫn cảm giác lạnh buốt khiến cả người cô run rẩy. Cô quay vội sang phía hai đứa con thì hốt hoảng khi thấy người nằm cạnh cô không phải là Khanh hay Khang. Kẻ đó có khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ rực. Cô dùng dãy cố thoát khỏi cánh tay đang giữ mình, lao xuống đất. Thả tôi ra! Ngươi là ai? Sao lại vào nhà tôi? Điện trong nhà bỗng nháy liên hồi, rồi chiếc đèn ngủ bật sáng. Hắn ta ngồi bật dậy, cái đầu lúc lắc ngoặt sang trái rồi sang phải. Hắn mở miệng, hàm răng trắng muốt, chiếc dài chiếc ngắn như bỗng rời hẳn ra ngoài. Cái đầu hắn bị gục xuống như bị gãy gập. Hắn lấy tay nâng cái đầu mình lên, trợn mắt nhìn cô. Đừng sợ, là anh đây, chồng mình đây. Cô lao ra ngoài, nắm cái ghế ném về phía hắn, nhưng hắn nhanh tay nắm lấy. Đừng sợ, anh về nhà thăm mình và các con. Anh muốn cho mình biết một bí mật. Mình hãy nghe anh nói. Cô lắc đầu. Không đúng, người không phải là anh Nam. Chồng tôi đâu? Mẹ làm gì chồng tao rồi? Các con tao đâu? Mau trả các con lại cho tao. Cái đầu hắn lại ngoặt sang một bên, máu khẽ rỉ ra bên mép. Là anh đây, mình đừng sợ. Cô An lấy hết can đảm đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào cái xác gãy cổ ấy mà nói. Tao không tin, chính mày đã hại chết chồng tao. Chính mày đã hại chết chồng tao. Mày mau trả lại chồng cho tao. Mau trả các con lại cho tao. Hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ trong nhà. Cô An liếc mắt nhìn thì trước mặt cô là cảnh tượng kinh hoàng. Hai đứa con của cô đang bị treo lơ lửng trên xà nhà. Cô đau đớn đến không kêu nổi mà ngất lịm. Cô nằm rất lâu sau mới tỉnh lại. Đầu cô đau như có hàng trăm cây kim đâm vào. Tay cô có tiếng ù ù như sai lúa. Hình ảnh ghê rợn ban nãy bỗng hiện lên ngay trước mắt làm cô hoảng sợ. Cô ngồi bật dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của mình. Cô quay lại nhìn lên xà nhà, chỉ thấy chiếc thòng lọng đang treo lơ lửng. Cô sợ hãi lao dội ra ngoài, thấy bên giường các con cô đang nằm ngủ. Cô lao tới gọi to. Khanh, Khang, các con mau dậy cho mẹ. Hai đứa vẫn nằm im không đáp lại lời gọi của cô, làm cô sợ hãi. Cô lao đến là các con dậy. Dậy, hai đứa mau dậy cho mẹ. Thằng Khang dụi dụi mắt. Mẹ, chúng con vừa mới ngủ, sao mẹ lại gọi con dậy? Cô thấy con cô trả lời mới bớt sợ. Cô lao đến ôm lấy thằng Khang. Con không sao ư? Cô òa lên khóc. Thằng Khanh cũng ngồi bật dậy. Có chuyện gì thế mẹ? Sao mẹ lại khóc? Cô ôm lấy hai đứa con vào lòng. Không sao. Mẹ vừa mơ thấy ác mộng. Mẹ sợ lắm. Các con không sao là mẹ mừng lắm rồi. Cô buông hai con cô ra rồi chắp tay lại Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cô cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi thấy xung quanh trở nên lạnh lẽo. Dự cảm không lành bỗng ập xuống. Cô rùng mình nhắm chặt mắt không dám nhìn. Một sợi dây thòng lọng được đưa vào cổ cô. Tiếng thằng Khang thì thầm bên tai. Mẹ ơi, mẹ đi cùng chúng con. Sợi dây siết chặt làm cô không tài nào thở được. Mắt cô trợn ngược lên, hình ảnh chú Nam treo lủng lẳng trên cây mít bất chợt hiện về trong tâm trí cô. Cô cố dùng dãy gọi tên chồng, nhưng cô không tài nào nói thành tiếng. Sợi thòng lọng càng siết càng chặt, rồi bất thình lình nới lỏng. Cô như từ cõi chết trở về, cô gắng hít lấy luồng không khí để thở. Mắt cô nhòe đi, cô đưa tay sờ lên cổ thì chạm phải bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ đang giữ lấy cổ mình. Hai bàn tay gân guốc, xương xẩu đang cố sức giữ lại cái cổ thanh mảnh của cô mà bóp mạnh. Cô càng cố gắng gỡ bàn tay ra thì bàn tay càng bóp mạnh. Một lần nữa cô lại không thở được. Hình ảnh chồng và hai con cô hiển hiện trong tâm trí cô. Cô dần dần liệm đi. Tiếng gà gáy sáng lọt vào tai cô. Bàn tay ai đó dắt qua bụng cô. Cổ cô vẫn đang bị thứ gì đó siết chặt. Cô dùng dậy hất mạnh, làm thằng Khang ngã bợp xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy ú ớ kêu: "Mẹ, sao mẹ đẩy con xuống đất?" Cô nghe tiếng con trai gọi mới choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nhảy xuống ôm lấy thằng Khang. "Con không sao chứ? Có phải là con không? Con có sao không? Mau đứng dậy mẹ xem nào." Thằng Khanh bên cạnh cũng mở mắt tỉnh dậy. Nó lấy tay dụi mắt rồi uể oải nói: "Đêm qua mẹ bị làm sao vậy? Sao mẹ cứ nói linh tinh làm con với thằng Khang không tài nào ngủ được?" Cô An giật mình: "Sao? Mẹ làm sao?" Thằng Khang quay sang nói chuyện với thằng Khanh: "Thấy chưa, em đã bảo là mẹ bị mộng du rồi. Mẹ sẽ chả nhớ ra đã làm gì và nói gì đâu." Cô An hỏi lại: "Hai con mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mẹ bị làm sao?" Thằng Khanh đáp: "Thì mẹ cứ kêu gào ầm ĩ rồi đi khắp nhà, con với thằng Khanh phải lôi mãi, mẹ mới chịu lên giường đấy, mẹ còn đòi đánh cả hai anh em tụi con nữa." Cô An không nhớ nổi mình đã làm và nói những gì. Khi nghe các con kể lại, cô bỗng dưng thấy sợ hãi. Cô lo lắng nếu lúc cô mất ý thức như vậy, ngộ nhỡ làm các con cô bị thương. Cô hỏi: "Vậy lúc mẹ bị như thế, mẹ đã nói và làm gì? Con kể chi tiết cho mẹ nghe xem có giống giấc mơ mẹ mơ đêm qua hay không?" Thằng Khanh đáp: "Thì mẹ chỉ gào lên là con tôi đâu, mau trả con lại cho tôi. Tụi con chạy ra kéo mẹ, nhưng mẹ cứ đi rồi mẹ đẩy chúng con ngã. Mẹ lại còn tự lấy tay bóp cổ mình, làm con sợ chết khiếp đi được. Cũng may mà hai đứa con gỡ được tay mẹ ra, lúc ấy mắt mẹ trợn lên nhìn sợ lắm." Cô An thở dài: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ không nhớ gì về những chuyện đó?" Cô ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua mà không khỏi thắc mắc. Tất cả mọi chuyện trong mơ cô còn nhớ như in, tựa hồ như bản thân cô đã trải qua chứ không chỉ là giấc mơ. Cô không hiểu lý do tại sao mình lại gặp ác mộng kinh hoàng đến vậy. Sợi dây thòng lọng, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đỏ rực của kẻ tự nhận là chồng cô trong giấc mơ. Hình ảnh các con cô treo lơ lửng trên xà nhà, hay như sự đau đớn còn lưu lại trên cổ cô ngay lúc này. Tất cả đều chân thật đến không tưởng. Thằng Khang nói thêm: "Đêm qua mẹ hét to lắm ấy, chúng con lôi được mẹ lên giường mà mệt không thở được luôn. Anh Khanh bắt con nằm sang một bên để giữ mẹ, không cho mẹ dậy đi khắp nhà nữa. Lúc ấy con sợ lắm, con cứ tưởng mẹ bị ma nhập cơ." Thằng Khanh cũng gật đầu đồng tình: "Thật đó mẹ, chúng con sợ lắm, con chỉ sợ cái con ma ở giường chú đêm qua nhập vào mẹ thôi. Mà may quá, chúng con vẫn thấy bóng mẹ in xuống dưới đất nên không sợ. Nếu mà ma nhập á, thì không có bóng, phải không mẹ?" Cô An nghe thấy các con nhắc tới ma nhập, bất giác nổi gai ốc. Cô ôm lấy hai cánh tay xoa xoa thầm nghĩ: "Không lẽ mình bị ma nhập ư? Vậy cái bóng trắng trong giường chú đêm qua rốt cuộc là ai? Tại sao cả một đêm mình lại có thể mộng du, làm ra những hành động điên rồ như thế? Không lẽ trong nhà này còn có con ma nào khác nữa?" Vong oán phần 8, tác giả Hà Dương. Sáng ra các con đi học, cô lập tức sang nhà mẹ chồng kể lại chuyện giấc mơ và những sự việc xảy ra đêm qua. Mẹ chồng cô nghe xong cũng thoáng giật mình. "Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Cả đêm qua con mơ thấy giấc mơ đó thật sao?" "Vâng mẹ ạ, con mơ và còn nhớ rất rõ ràng. Hai đứa nhỏ thì khẳng định đêm qua con bị mộng du. Con thì không nhớ gì đến việc mình bị mộng du, mà chỉ nhớ những gì xảy ra trong giấc mơ thôi. Nó thực sự rất đáng sợ mẹ ạ. nhất là hình ảnh lúc con nhìn thấy hai cháu bị treo trên dây thòng lọng. Kỳ lạ, không lẽ thằng Nam vẫn chưa đi hay sao? Con không biết mẹ ơi, nhưng người trong giấc mơ luôn miệng nhận là anh Nam. Giờ con sợ lắm, có phải trong nhà mình còn con ma nào khác không hả mẹ? Ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra với các cháu thì con cũng không thiết sống nữa đâu mẹ. Con để mẹ suy nghĩ kỹ lại xem nào. Có thật là con nhìn thấy cái bóng trắng trong vườn chuối hay không? Không những con nhìn thấy mà các cháu đều nhìn thấy mẹ ạ. Hai đứa nhìn thấy còn hôn ma, còn thắp hương khấn anh Nam thì thấy cái bóng ấy biến động mất. Không lẽ cái bóng ấy là anh Nam hay là ai khác hả mẹ? Nếu đúng là vong hồn của thằng Nam á, thì chắc chắn nó không làm hại ai trong nhà. Mẹ đang lo còn cái vong khác nữa mà chúng ta không biết. Nghe mẹ chồng nói, cô An lại càng thấy bất an. Mẹ ơi, vậy chúng ta tìm thầy đến xem cho được không? Từ ngày thầy làm lễ cho anh Nam, nhà mình đã yên ổn. Vậy mà cúng 100 ngày anh Nam xong lại tiếp tục xảy ra chuyện. Thật sự là con rất sợ. Nếu có bóng ma khác trong giường á, thì quả thực rất vô lý. Con có nhớ lần trước thằng Nam đã nhờ thầy làm bùa trấn ma chôn 4 góc giường rồi không? Nếu vong linh không thuộc gia tiên thì làm sao vào giường nhà con được? Hay là vong của ai đó trong gia tiên? Nếu là vong ai đó trong gia tiên nhà mình thì tại sao đến giờ mới xuất hiện hả mẹ? Để con gọi điện thoại cho thầy. Mẹ chồng nghe cô An nói thế liền vội vàng. Con bình tĩnh đã, mẹ nghĩ nên nói chuyện với các em xem sao đã. Thầy trấn rồi mà vẫn có vong vào được, biết đâu là vong nào đó mạnh hơn cả thầy thì sao? Cô An bất giác lạnh người. Mẹ chồng cô hỏi, còn sao thế? Cô đáp, con lạnh người mẹ ạ. Con nghe mẹ nói vong ma mạnh hơn thầy mà con thấy sợ. Mẹ chồng cô gọi điện báo lại cho chú Bắc và chú Đông biết chuyện xảy ra ở nhà chú Nam đêm qua. Thoạt đầu chú Đông cũng nghĩ do cô An quá mệt mỏi nên sinh ảo giác, tưởng tượng. Nhưng khi nghe hai cháu trình bày lại sự việc, có bóng trắng lơ lửng trong vườn chuối thì cũng thấy băn khoăn. Vợ chú Đông nói, quê nhà con có bà thầy Mo giỏi lắm. Con nghe mọi người nói bà ấy chuyên bắt ma mẹ ạ. Chú Đông, em đã xem khi nào chưa? Em chưa xem, tại người ta vẫn nói bục chùa nhà không thiên mà. Tuy nhiên khách thập phương về lúc nào cũng đông như trảy hội. Hay chị An tới đó xem thử xem, em điện cho em gái em dẫn chị đến đó xem. Mọi người nhất trí theo lời vợ chú Đông đến quê nhà cô cách nhà chú Nam gần 30 km. Cô An chở mẹ chồng đến đó thì cũng gần trưa. Bà thông gia đón hai mẹ con cô An về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều sang nhà bà thầy Mo từ sớm. Cả nhà đang ăn cơm thì nhà bà thân, mẹ vợ chú Đông có khách. Người khách vừa bước vào nhà nhìn thấy cô An bỗng sững người lại ngạc nhiên. Sao trong nhà bà thân nay lạnh lẽo thế? Cháu cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bà thân nghe vậy cũng không khỏi giật mình. Cô Hoa vào nhà ngồi chơi, nhà tôi hôm nay có bà thông gia sang chơi, có chút việc nhờ. Bà thân mau miệng giới thiệu với mẹ con cô An. Đây là cô Hoa, là người quen nhà tôi. Cô Hoa nhìn cô An chằm chằm, làm cô An hơi chột dạ và lúng túng. Xin lỗi chị thấy tôi lạ lắm sao ạ? Cô Hoa lắc đầu. Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không biết nói sao nữa. Tôi thấy người cô này phát ra âm khí khá nặng nên cả căn nhà cũng lạnh lẽo. Bà thân vội giải thích. Cô Hoa không phải là thầy, nhưng cô ấy cũng có khả năng khá đặc biệt, có thể gọi là một người có giác quan thứ 6 đấy bà. Cô An vội vàng hỏi, cô có mắc âm dương sao? Cô có thể nhìn giúp tôi có chuyện gì hay không ạ? Cô Hoa lắc đầu, tôi không cao siêu như thế đâu, tôi chỉ biết nhà cô có người mới mất, âm khí và oán khí rất là nặng, cô nên mời thầy về trấn đi. Mẹ chồng cô An đáp, cũng chẳng giấu gì cô, con trai tôi dại dột, treo cổ tự tử cô ạ. Cháu nó mất cũng 101 ngày rồi. Cô Hoa hơi nhíu mày, treo cổ tự tử thì sao oán khí nặng thế này? Nhà bà có mời thầy về cúng chưa? Chú ấy mất phạm giờ xấu lắm, nếu gia đình không nhanh thì lại gặp họa mất thôi. Cô Hoa nói câu nào, cô An rụng rời tay chân theo câu ấy. Cô ơi, lúc anh Nam nhà tôi mất, tôi hay thấy anh ấy nhập vào các con nửa đêm về dọa tôi. Nhà tôi cũng đi xem thầy và nhờ thầy về trấn giúp. Dòng chồng tôi cũng nhập về được thầy dẫn đường theo tu đạo rồi. Sau khi thầy làm lễ thì nhà cửa yên ấm. Tuy nhiên, hôm trước cúng 100 ngày cho anh ấy, cúng xong thì đêm đến nhà tôi lại thấy bóng trắng lơ lửng trong vườn chuối. Cô Hoa lắc đầu. Không thể đâu, sao lại có bóng trắng trong vườn chuối chứ? Mẹ chồng cô An tiếp lời con dâu. Đúng là có bóng trắng trong vườn chuối cô ạ. Cả con dâu và hai cháu nội tôi đều nhìn thấy. Cô Hoa bấm ngón tay rồi chép miệng. Không lẽ có quỷ sao? Câu nói cô Hoa vừa thốt lên làm tất thảy mọi người hoang mang. Cô An nói. Cô biết chuyện gì cô nói cho chúng tôi biết với. Chúng tôi giờ khác nào người mù đi đường đâu cô. Cô Hoa. Tôi tiện miệng nói vậy thôi. Mọi người đừng quá suy nghĩ nhiều. Có thể có dòng khác ở trên đất ấy mà chúng ta không biết. Tuy nhiên theo tôi thấy thì không có, nên tôi mới nghĩ đến quỷ. Bà thân, vậy cô xem có gì giúp gia đình thông gia nhà tôi với? Cô Hoa gật đầu. Vậy cô kể lại chi tiết chuyện xảy ra ở nhà đêm qua cho tôi nghe một lượt xem nào. Tất cả giấc mơ của cô, chuyện các con cô kể lại nữa. Tôi muốn nghe hết. Tuy nhiên tôi biết như thế nào sẽ nói như thế. Mọi người tham khảo chứ tôi không phải là thầy. Cô An chậm rãi kể lại mọi chuyện cho cô Hoa nghe lại một lần, thật chi tiết. Cô không quên nhấn mạnh đến hình ảnh các con cô bị treo trên dây thòng lọng, rồi chuyện cô bị cái dây thòng lọng siết cổ ra sao. Cô Hoa nghe một hồi, ngồi lặng im không nói gì. Bà thân hỏi, cô có ngẫm ra chuyện gì lạ hay không? Cô Hoa lắc đầu. Tôi thấy nó vốn chỉ là giấc mơ rất đổi bình thường thôi. Có thể do cô An lo lắng nhiều ngày, lại suy kiệt sức lực nên bị ảo giác. Tuy nhiên, có một điều tôi có thể chắc chắn là nhà cô có oán khí. Cái oán khí đó do đâu thì tôi không biết được, do sức tôi có hạn. Mẹ chồng cô An đáp, mẹ con tôi mời thầy về cúng rồi. Thằng Nam lên miệng thừa nhận là nó không hại gia đình và trong nhà không có cái dòng nào khác. Tôi cứ thắc mắc mãi chuyện sao con An lại liên tục bị dọa như thế. Cô Hoa, cô đọc ngày tháng năm sinh cậu ấy xem nào. Cô An đọc ngày sinh của chú Nam cho cô Hoa nghe. Cô giơ tay lên bấm một hồi rồi thở dài. Oan, chết oan, thảo nào oán khí nặng thế này. Mẹ chồng cô An nghe cô Hoa nói thì sững sờ tới rơi nước mắt. Ôi Nam ơi, sao lại thế hả con? Cô ơi, cô làm ơn cho tôi biết tại sao con tôi lại bị chết oan? Tại sao con tôi lại chết? Cô Hoa lắc đầu. Tôi không tin thông đến thế đâu ạ. Tôi chỉ biết tuổi dương của người này chưa hết. Người này mất giờ xấu, nhưng thầy đã trấn rồi nên không lo phạm trùng. Tuy nhiên chết oan thì vẫn là chết oan, nên oán khí mới nặng như thế. Cô An nghe vậy thẫn thờ. Chết oan ư? Là chết oan ư? Chồng tôi chết oan. Bình thường anh ấy sống lương thiện, anh ấy chưa hại ai bao giờ. Vậy tại sao anh ấy lại chết oan hả ông trời ơi? Ông mà mở to mắt ra mà xem đi. Nhà tôi trước vợ đâu ăn ở ắt tức, mà ông nỡ làm vậy với gia đình của tôi. Ông ác quá ông trời ơi. Mẹ chồng cô An nắm tay cô an ủi. Chuyện xảy ra rồi thì không cứu vãn được nữa. Con bình tĩnh lại đi. Giờ chúng ta cần nhờ thầy giúp đỡ giải mã các giấc mơ của con. Chắc chắn thằng Nam muốn nói với con điều gì đó qua những giấc mơ ấy. Mẹ tin là nó không bao giờ muốn hại ai cả. Bà thân nói với cô Hoa. Gia đình bà thông gia đang tính sang nhà bà Mo làng trên nhờ bà ấy giúp đỡ. Bây giờ họ cũng lo lắng lắm nên muốn tìm người nào cao tay có thể giúp tới nơi tới chốn. Cô Hoa khẽ cười. Có lẽ bà Mo ấy không có duyên với gia đình mình đâu. Cô An ngạc nhiên. Sao cô lại nói vậy? Cô Hoa đáp. Bà Mo tới số rồi. Tôi nghĩ bà ấy không đủ sức giúp gia đình cô đâu. Cô hãy tìm thầy khác thì hơn. Bà thân. Sao lại thế cô Hoa? Bà Mo bị sao? Cô Hoa đáp. Bà Mo bị bệnh phải đi cấp cứu rồi. Con bấm giờ chắc bà ấy không qua khỏi đêm nay. Mẹ chồng cô An thở dài. Nghĩa là chúng tôi lại không có duyên rồi. Lần trước chúng tôi có đi xem bài Tây. Bà thầy cũng nói không có duyên nên không xem cho chúng tôi được. Cô Hoa nói. Tôi nghĩ mọi người nên đi về đi. Ngày hôm nay mọi người sẽ đi không được việc đâu. Về nhà chờ thêm 3 ngày nữa. Rồi có duyên ắt gặp được thầy. Bà thân. Vậy cô Hoa biết thầy nào cao tay mà có tâm thì chỉ đường giúp chúng tôi với. Cô Hoa lắc đầu. Con không nói được đâu ạ. Nhưng trong 3 ngày sắp tới, gia đình cô ấy có cố cũng không ai giúp được vì không có duyên. Cô Hoa nói vậy rồi khuyên mẹ con cô An đi về, chờ cơ duyên gặp thầy cao tay sẽ giúp đỡ. Cô ở lại trò chuyện một lúc, cô mượn bà thân bộ đồ sửa chữa rồi về. cô An vẫn muốn đi xem nên bà Thân dẫn hai mẹ con họ tới nhà bà Mo. Quả nhiên, bà Mo bị bệnh nhập viện, cả nhà đóng cửa kín mít. Cô hỏi hàng xóm thì người ta chỉ cho một thầy Mo khác ở trong làng. Bà Thân dẫn hai mẹ con cô An lại đến nhà thầy Mo tên Mâu. Vong oán phần 9, tác giả Hà Dương, Phú Dương. Nhà thầy Mâu ở cuối làng, đường vào nhà thầy nhỏ lại quanh co ngoằn ngoèo. Mẹ con cô An cùng bà Thân phải vất vả mới tìm tới được. Thoạt nhìn cảnh cổng tre đổ sập sang một bên, cảm giác hơi rợn người. Cô An hỏi mẹ chồng, nơi này nhìn giống một căn nhà hoang hơn là nhà thầy Mo mẹ ạ, sao con cứ cảm thấy lạnh lẽo thế nào ấy? Mẹ chồng cô đáp, chắc do thầy Mâu ở một mình lại bận bịu nên không dọn dẹp nhà cửa mới nhìn như thế thôi. Bà Thân, thầy Mâu này cũng có tiếng nhưng thầy ấy khó lắm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước khi gặp thầy. Tôi đứng ngoài cổng không vào vì người ta kiêng đi ba sẽ không xem được. Chỉ cô An và mẹ chồng tiến vào căn nhà ấy. Cô An vừa dừng xe thì cái cành mít bỗng dưng gãy rập, rơi rầm ngay trước đầu xe. Cô An bị giật mình, hốt hoảng hét lên. Thầy Mâu trong nhà chống gậy đi ra. Ai làm gì mà ầm ĩ như vậy? Các người có biết đây là đâu không mà hò hét như vậy chứ? Bố mấy người không sợ la hét đánh động âm binh à? Cô An vội vã xin lỗi rối rít. Con xin lỗi thầy, tại cành mít bị gãy rơi ngay đầu xe làm con giật mình. Thầy không nhìn về phía cô An mà chống gậy đi thẳng vào nhà. Hai mẹ con cô An đang đứng nhìn nhau thì trong nhà có tiếng quát. Mấy người còn không mau vào hay sao? Hay mấy người đến đây ngắm vườn nhà tôi? Cô An bước đi trước, cảm giác căn nhà nhỏ hơi tối, ánh sáng đèn đỏ lờ mờ như đi vào cửa địa ngục trong mấy khu vui chơi trẻ con. Nhà thầy treo xung quanh rất nhiều bọc lớn nhỏ, dán đủ các loại giấy xanh đỏ, vẽ chằng chịt, toàn các nét nghệt ngoạc, không theo thứ tự hay hình thù cố định. Thầy chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Cô ngồi đi. Cô An kéo ghế mời mẹ chồng rồi ngồi xuống sau. Mẹ chồng cô An lên tiếng. Dạ thưa thầy, chúng con từ xa đến có việc cậy nhờ thầy giúp đỡ. Thầy chậm chạp rót chén nước trà xanh mời khách rồi tiện đưa một chén lên miệng nhấp một hớp. Trật tự đi, mấy con ma dại kìa, nói gì mà nói lắm thế, nhức hết cả đầu. Cô An bị tiếng quát của thầy làm cho giật thót tim. Cô lấy tay giữ lên ngực rồi hít một hơi dài. Thầy nhìn thấy biểu hiện của cô rồi nói. Nhát như thế mà đòi bắt ma thì bắt thế quái nào được? Cô đáp, dạ chúng con người trần mắt thịt có thấy gì đâu ạ, con lặn lội đường xá xa xôi đến mong thầy chỉ lối. Thầy chép miệng, muộn quá rồi. Cô An đáp, dạ thưa thầy, giờ mới gần 3 giờ chiều, vẫn sớm mà thầy, còn thấy nhiều người nói thầy ngưng nhận xem cho khách sau 4 giờ chiều. Thầy cầm chén nước đập mạnh xuống bàn, làm nước bắn tung tóe. Đã tìm đến được đây thì ắt có người dẫn đường, sao người ta không vào mà đứng ngoài ngó làm gì vậy? Hai mẹ con cô An nhìn nhau, dễ ngạc nhiên. Dạ thưa thầy, quả nhiên thầy tin anh, đúng là có bà thông gia nhà tôi dẫn đường, nhưng bà ấy sợ thầy kiêng đi ba người không xem được, nên bà ấy đứng ngoài ngõ. Thầy giơ cái gậy lên, gõ vào cái bình để dưới gầm bàn. Chúng bày trật tự hết cho tao xem nào, ồn ào quá, tao đang tiếp khách, chúng bày không thấy hay sao? Cô An thắc mắc, thầy đang nói chuyện với ai thế ạ? Thầy ngẩng đầu lên nhìn cô An. Là ma đó, tụi nó đang đứng xung quanh cô kia kìa. Cô An nghe thầy nói mà lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng lên vì sợ. Mẹ chồng cô quay ngang dọc, nhìn rồi hỏi. Thầy tinh thông âm dương, vậy con muốn nhờ thầy xem giúp cho chút việc gia đình. Thầy đáp, tôi đã nói là muộn rồi, còn gì nữa. Mẹ chồng cô nói, dạ mong thầy động tâm giúp chúng con với, chúng con ở xa mới tới cậy cửa thầy. Thầy lắc đầu, có ở xa thì mấy người mới đi giờ này, và không nắm được quy tắc của tôi không thích bị làm người thay thế. Mấy người tới đây không phải thành tâm nhờ tôi giúp mà muốn nhờ người khác, tuy nhiên họ không giúp được nên sau cùng mới tìm đến đây phải không? Đó là không thành tâm nên tôi không xem được. Cô An, con mong thầy bỏ qua lỗi của mẹ con cũng tại vì chúng con ở xa mới tới nên không hiểu chuyện. Thầy ngắt lời, cô không cần nói gì thêm nữa đâu, chúng ta không có duyên. Cô vừa vào tới thì cành mít nhà tôi bị gãy, nó là điềm báo không tốt. Tôi và mấy cô không có duyên nên tôi xin phép tiễn khách tại đây. Mẹ chồng cô An hoang mang nhìn nhau. Mong thầy phát tâm làm phúc gia đình con với. Gia đình con gặp chuyện không may nên rất lo sợ những điểm chẳng lành. Chúng con người trần mắt thịt nên không biết. Không thì mong thầy chỉ cho chúng con đường đi, để chúng con biết đường biết lối mà đi. Thầy Mo thở dài. Thật ra giúp thì tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng tôi không đủ sức thì sao tôi giúp được. Nhà bà oán khí nặng, hữu duyên thì gặp cao nhân. Giờ mấy người muốn tôi đến, nhưng người khác tôi cứ nhận lời đến làm cái lễ rồi lấy tiền, nhưng tôi không làm thế. Làm bậy phạm cõi âm, gây oán cõi dương thì là tạo nghiệp. Tôi không muốn vướng vào nghiệp âm nên mong mọi người thông cảm cho. Mẹ chồng cô An, dân con biết là thầy có tâm có đức, thầy không giúp được, nhưng thầy biết nhiều hơn chúng con. Thầy có thể cho chúng con biết gia đình con đang gặp phải chuyện gì hay không? Thầy đốt một nén hương lên, nhìn làn khói mờ mờ bay quanh bàn, rồi buồn bã lắc đầu. Tôi không giúp được, người ta không cho tôi nói. Nhưng gia đình bà sẽ có người giúp, người đó ở gần gia đình nhà bà thôi. Cái oán khí này vốn của gia đình nhưng không dành cho gia đình. Mảnh đất ấy oán trùng khùng, dù mời thầy đến cũng chưa chắc giải được. Tôi lo lại rước thêm họa, nên nếu thầy nào nhận lời làm lễ cho gia đình á, thì mong gia đình xem xét cho kỹ, kéo tiền mất tật mang. Thầy nói vậy làm cô An càng thêm lo lắng. Cô run run cánh môi rồi bật khóc. Khổ quá, sao số con khổ quá thầy ơi. Chồng con không ai nghĩ quẩn mà qua đời, giờ oan hồn không dứt. Con đòi cho các con của con lắm, tụi nhỏ đang tuổi ăn tuổi học thầy ơi. Thầy lắc đầu. Muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Cô hái chiếc lá mít ở ngoài sân vào đây cho tôi. Tôi làm lễ xin. Nếu lá mít xanh bóng thì chúng ta có cách, nếu chiếc lá xanh bạc thì chúng ta thật tình không có duyên. Làm cái nghề của chúng tôi cũng có những quy tắc riêng, nếu không được phép thì tôi không giúp được. Mong gia đình về tìm thầy cao tay hữu duyên thì mai ra giải được. Cô An dọi ra chọn một chiếc lá xanh mướt vào đưa cho thầy. Thầy cầm chiếc lá tay run run. Mẹ chồng cô An tinh ý nhìn ra bèn hỏi. Thầy ơi, có chuyện gì phải không thầy? Thầy buồn lắm, khóe mắt thầy hơi ướt. Thôi, gia đình mau về cho sớm đi, sẽ có người giúp cho gia đình. Nhưng người này hiện đang ở xa lắm, tôi nghĩ chúng ta đành chờ thôi. Cô An, sao thầy nói chiếc lá xanh bóng thì chúng ta sẽ xem được ạ? Còn thấy chiếc lá này xanh bóng đấy ạ? Thầy gật gù. Đúng là chiếc lá xanh bóng, nhưng chẳng bao lâu sẽ không còn màu xanh bóng nữa rồi. Thầy giơ chiếc lá lên trên làn khói bạc của nén hương ban nãy. Khói trùm lấy chiếc lá, rồi chiếc lá từ từ chuyển sang màu trắng bạc. Cô An nhìn rồi nói, là do màu khói ám phải không thầy? Thầy lắc đầu. Không phải, nếu là người khác hái thì lá sẽ không chuyển màu. Chỉ có cô hái, lá mới chuyển sang màu bạc này thôi. Đó có nghĩa là tôi không thể giúp được cô. Vậy vị thầy cao tay mà thầy vừa nhắc đến hiện tại đang ở đâu ạ? Còn muốn tìm thầy ấy thì làm cách nào? Thầy đó đang ở xa, có cung xuất ngoại, nghĩa là người đó đang ở nước ngoài. Mẹ chồng cô An thở dài, sự buồn bã hiện lên rõ trên khuôn mặt chằng chịt những nốt chân chim. Số trời, tất cả là số trời. Chúng ta cũng đã cố gắng rồi con ơi, có lẽ chúng ta nên chờ thôi. Cô An bật khóc nức nở. Con không muốn chờ, con chỉ sợ con không chờ được mẹ ơi. Không hiểu sao con lo lắm, cảm giác hồi hộp và lo sợ khiến con không muốn làm gì khác. Trong đầu con lúc nào cũng hiện lên hình ảnh thằng Khang và thằng Khanh treo lơ lửng trên sợi dây thòng lọng. Thầy nghe cô An nói vậy cũng tái mặt. Không xong rồi, có sợi dây thòng lọng. Tôi nhìn thấy sợi dây thòng lọng, sợi dây oan này sẽ còn lấy thêm mạng nữa, ít nhất còn 4 mạng người. Thầy nói tới đó, tự dưng mắt trợn lên kinh hãi, miệng thầy ú ớ. Oan tình. Cô An nhìn khuôn mặt thầy mà khiếp sợ. Mẹ chồng cô đứng bật dậy vội vã hỏi: "Thầy à, có chuyện gì? Thầy vừa thấy chuyện gì có phải không?" Thầy không đáp, mắt trừng trừng, khóe mắt ập hai dòng nước mắt, miệng thầy lẩm bẩm những câu gì nghe không rõ. Mẹ chồng cô hốt hoảng lai tai thầy: "Thầy ơi, có chuyện gì không thầy? Thầy đừng làm chúng tôi sợ." Thầy từ từ quay lại nhìn cô An rồi lẩm bẩm luôn miệng. Tiếng thầy nói thiều thào rất nhỏ và khó nghe, chứ không giống như thầy nói chuyện ban nãy. "Cô An, thầy không khỏe ở đâu ạ? Sao tự nhiên giọng thầy khác quá? Cô không nghe rõ lời thầy nói chuyện gì. Thầy nói to hơn cho con nghe được không ạ?" Thầy bám tay vào cạnh bàn bấu chặt. Bàn tay thầy gân guốc, cố gắng siết mạnh, càng làm cho bàn tay trông đáng sợ hơn. Cô An nhìn xuống bàn tay thầy, rồi chợt hình dung ra bàn tay gân guốc đã cố gắng siết chặt cổ mình đêm hôm trước, mà rùng mình. Cô lắp bắp: "Thầy ơi, có phải là thầy không? Nếu không phải là thầy thì là ai đã nhập hồn vào thầy mau ạ? À? Làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết người là ai, người muốn nói chuyện gì với chúng tôi." Mắt thầy trợn lên, nhìn càng dữ tợn hơn lúc ban đầu. Thầy quay lại nhìn về phía mẹ chồng cô An, rồi ú ớ nói những câu vô nghĩa. Mẹ chồng cô An kéo tay con dâu: "Có chuyện rồi, thầy không biết bị nhập hay là bị bệnh gì con ạ. Mẹ con ta sợ lại gặp chuyện không hay ở đây." Thầy từ từ nhắm mắt lại, rồi ngã gục xuống đất. Hai mẹ con cô An sợ quá, hô toán lên. Bà thân ở ngoài ngõ, nghe tiếng hô, cũng chạy vội vào nhà. "Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này?" Cô An lắp bắp: "Thầy bị sao ấy? Thầy trợn mắt lên nói mấy câu gì cháu nghe không rõ, rồi ngã gục xuống đất." Bà thân đưa tay vào mũi thầy: "Thầy vẫn còn thở, thầy vẫn thở. Để tôi chạy sang nhà hàng xóm gọi người tới giúp đưa thầy vào viện." Bà thân vừa đứng dậy thì bàn tay thầy túm lấy tay cô An: "Không cần, tôi không sao. Mọi người đừng hoảng."